Mến chào cả nhà. Hello Chào thầy. Sau một tuần ăn chơi thì thế nào? Tâm trạng thế nào? hóng drama bể phổi thầy ơi. Drama gì? Nói nghe coi. Nói, nói. Chương Nguyễn Dã Chân Cái gì? Start-up 1 tỷ thầy. Là sao? Tao Startup chả biết một chuyện gì tỷ cả. mốt 50 thầy ơi. Tao chả biết chuyện gì cả diễn ra Vậy cả. là có con Đừng bé đỡ lên năm tuổi. 16 nó mượn laptop hết nguyên một đám đứa xong cho đi cầm chắc cầm mấy trăm triệu trong trường mà đó thầy. Nhưng mà tại sao lại cho mượn được? Tao đang thắc Nó mắc chỗ ngài đó. nỉ văn, ngài nỉ văn xin các kiểu để Nó mượn bằng thân vậy. à? Nó mượn để làm gì? Cô gái đó mượn để làm gì? Nó mượn để nó học nhưng mà nó đem đi cầm á. Ủa nhưng mình có quen biết người ta không mà cho người ta mượn? Bạn bạn của nó bạn nó mượn bạn đấy, Mượn nó được bao lừa nhiêu? bạn của nó Mượn được bao nhiêu cái? mượn 20 cái laptop. Laptop nó còn hơn cả vợ, hơn cả bạn trai, tại sao lại cho mượn? Cho mượn hồi trước khi học online xong rồi tới giờ học người ta đòi lại xong rồi nó không. Đấy, mỗi người một chuyện thì tôi không dám nói, nhưng mà riêng cá nhân tôi, máy tính là cái mà vật thiết thân để làm việc hàng ngày của mình nhất, đặc biệt là vì ngành IT, mà kể cả ngành khác cũng vậy, cập nhật tin tức các thứ, ngồi thử nghiệm thì phải là trên máy tính. Cho người ta mượn cùng lắm thì làm bài quy chứ làm sao có thể cho mượn qua ngày được. Không phải chuyện ra rồi thì mới nói như vậy, nhưng mà cá nhân tôi là cực kỳ hãn hữu và hiếm hoi cho người khác mượn máy. Không phải vì mình không sống, không biết chia sẻ, không. Máy là vật gần như bất ly thân đối với tôi này. Tôi còn gọi nó như cái máy, như cái bàn thờ. Có ai đi cho mượn bàn thờ không? Có hiểu không? Hiểu tôi nói không? Dạ hiểu nè. Chúng mày có thể cho người ta mượn một tuần, có nghĩa chúng mày chả cần đụng gì đến cái máy. Chúng mày sai quá rồi. Nói trước là chúng mày sai đấy. Máy tính vật bất ly thân cho nghề, riêng đặc biệt cho nghề IT. Tôi đi ra ngoài và nếu về nhiều khi biết đi cùng bà xã có công việc đâu đó mà biết phải chờ công việc, phải chờ vợ đi, bà xã đi mà biết có công việc phải cỡ 3 tiếng đồng hồ, 2 3 tiếng đồng hồ là tôi đem máy đi tôi ngồi. Tôi ra quán cà phê tôi ngồi chờ. Chúng mày có ngồi cài nét pin trên cái điện thoại di động tại thời điểm này để chúng mày cốt thử không? Có điên đến bao giờ như vậy không? À. Không sao, chuyện đầu Thì tuần chưa không có thầy. vui nhé. Thử đi. Nó thấy rằng có ai mà ngồi cốt trên điện thoại di động. Sau đến sau này khi cái máy nó mạnh, khi nó có cái bàn phím giả, nó chiếu trên mặt đất, mặt tường gì đó, mình phải để tay lên cái bàn, trên cái mặt bàn quán cà phê và mình côi cốt luôn. Và cái máy và cái điện thoại của mình nó phóng lớn cái màn hình lên cái cửa kính của cái quán cà phê, lúc đó mình ngồi cốt cái đó thì ok, lúc nào dẹp nó máy tính sẽ cày được rồi. Tức là ý nói tới nói lui cần phải có cái máy đủ mạnh để có thể xử lý thông tin. Và tại thời điểm này nó không phải là cái Còn chuyện gì hay ho nữa không? Kể tao nghe coi. Mới có thêm 300 ca mắc Covid thôi. Cho nên anh em mình còn học online dài dài. Ở Bắc Giang Tỉnh nào cũng cũng sẽ nói chung đều là dân Việt Nam mình cả, đều ảnh hưởng chung cả. Này đồng cảm chia sẻ, nhưng mà nói chung và mình góc độ cá nhân của mình là mình rất sợ, vừa sợ chết vừa sợ nền kinh tế nó đi xuống, ba má sẽ khó khăn, cái đó là thật đấy, nên phải tranh thủ ráng mà học các con ạ. Covid là nó gây khó khăn cho toàn bộ nền kinh tế chứ không phải riêng cái chuyện là ai bị nhiễm, là chuyện bị nhiễm đâu. Đó, ví dụ ngoài Hà Nội vẫn đóng băng rồi, như vậy các hàng quán nhà hàng mặt bằng vẫn phải trả. Xem thì ba má bạn nếu kinh doanh vậy mặt bằng mà những cái dịch vụ kiểu đó, rồi cái dịch vụ quán karaoke cái thứ này đất đai toàn đi mướn không à, rồi sao sống, rồi các sinh viên đi làm thêm cũng không có cơ hội luôn để kiếm thêm đồng ra đồng vô học hỏi kinh nghiệm. Cho nên là đó là cái người ta đi cầm cái máy cũng có khi lý do, vì lý do nào đó mình không biết, đồng tiền nó liền khúc ruột. Phải con các con phải lưu ý nghe chưa.
giúp bạn bè là đúng, cho bạn bè mượn gì đó, nhưng nó phải có chừng cái mực, vì đó là cái cần câu cơm của mình luôn rồi, cái cần câu kiến thức của mình rồi, không để nó xa quá lâu. Tất nhiên cuộc đời vẫn có thể rủi ro bị lừa, chuyện đó thì chả ai trách, trách là người ta quá phũ với mình, quá bạc bẽo với mình, cái chuyện đó cũng thôi. Dù sao mình cũng đã sống tốt, đúng không? Mình tin cho người ta mượn. Nhưng sau này cẩn thận nha, cái bàn thờ thì phải cẩn thận. Đấy, tôi chặn thôi. Chứ không phải là không cho mượn, một lúc đi thi làm bài quy trên lớp, trong phòng học đó thì vẫn có thể. Mà lâu được không? Tao không thể gửi người yêu tao qua đêm qua với người lạ như kiểu đó được. Phần khởi động đã xong. Kiến thức tuần vừa rồi là gì? Ngày cuối cùng, thứ năm tuần trước, chúng mình học 3 năm, nó có cái bất tiện về góc độ là thời gian nó bị lệch quá, lắc quá. À thầy ơi, em có câu hỏi được không thầy? Rồi hỏi đi. À để em xem màn hình đó. Cũng như tuần trước thầy. Em xem nha thầy. Mày làm đi, tao đang chờ mày. Thì câu hỏi nó như vậy thôi này. Đây, rút ra được từ bài sau khi làm. Mình đặt cái này gọi hàm thì nó trả về cái code được, nhưng mà mình lấy cái get này thì nó lại báo lỗi. Mẹ kiếp, bây giờ mày hỏi như thế này, sao mày không đưa luôn cả cái code báo lỗi ra? Giả sử thế này đi. Có thể bung rộng cái màn hình ra được không? À, dạ được, dạ được. Ai giảng mày OOP vậy? Thằng cha nào dạy, thầy nào dạy mày về OOP vậy? Phóng lớn màn hình, ấn phím Windows dấu cộng cho tao. Cái biểu tượng Windows dấu cộng. Windows dấu cộng. Rồi, một nhát thôi, bắt đầu rây con chuột đi là nó sẽ đi đến vùng đấy, là zoom lớn được cái màn hình. Kỹ thuật zoom lớn. Rồi. Điều đầu tiên tao chửi trước đã, ai dạy mày môn OOP? Tao không dạy như thế này, tao không dạy cách viết hàm thế này. Má đọc cái chữ su detail. Có phải ói máu không? Mày viết code này viết bằng IntelliJ đúng không? À, sao thầy biết thầy? Nhưng mà tao cũng éo dậy viết code kiểu này. Để bây mình chạy thử xem nó báo gì. Xin lỗi. Cái code em thì chạy được. Nhưng mà nếu để như thế này. Chấm xem nó ra cái gì đã. Chấm ra cái gì đã. Đó, má bắt đầu nó hoa thường lộn xộn đấy. Chấm cái gì? Nó thấy các hàm đặt tên một cách lộn xộn, không đâu đâu cả. Get detail. Coi lại cái hàm get detail coi. Người ta coi lại cái hàm đó. Cái chấm lại đi, chấm lại. Xóa đi, chấm lại. Chấm. Get. Detail. Rồi, mày trả về chuỗi. Ok, kích vào. Rồi. Cho tao coi hàm của bên code. Coi bên code. Bên get detail của cái class. Mọi người cái này cũng quen lắm. Quen thì bây giờ nó ảnh hưởng đâu, mình mở cái code lên thôi, màn hình code. Còn cái kéo cái miếng cái hình chữ nhật bằng cái nút play kia sang chỗ khác đi. Đó là cái phần mình để phóng to thu nhỏ của Windows mình đấy, ấm chuột nó nằm cái nút cái kéo đi. Ừ, ảnh hưởng gì đâu. Còn cái con chuột mày rơi đâu lúc là cái lúc rồi kệ mẹ nó kéo ra chỗ khác không quan trọng, quay trở lại đây, kéo xuống dưới cái hàm get detail tao. Quá thiệt tình. Rồi, get detail. Kiếm cái hàng get detail của mày. Get detail khác sâu detail nha mày. Get detail. Vì mày đang hỏi cái hàm đó bị lỗi mà đúng không? Đây này. Return detail. Rồi cái chữ detail là ở đâu?
kéo lên trên coi cái biến detail là biến nào. Biến detail đây này, kéo lên trên nữa, khai báo biến coi, chú khai báo là string hay là thế nào, đâu chữ detail đâu. Rồi, ok. Rồi chứ đổ vô bình thường, chú chạy thì nó báo gì? À không phải, nó không phải bị lỗi nhưng mà nó đại khái là không xuất ra màn hình cũng này. Đúng má, thiệt tình. Các biết tại sao tao chửi thề một cách nặng như vậy không? Nói chả bao nhiêu lần rồi, đúng má hàm tao trả về giá trị mà mày đéo in thì đó là chuyện của mày. À dạ. Rồi để em xem lại. Má thiệt tình. Bây giờ mày gọi cái SQRT4 của bên C, mày gọi trong cái hàm main nó có ra kết quả gì, có số 2 không? Có không? Dạ, theo em là không. Có hay không? Không. Tại sao không? Bởi vì cái đồ má việc của tao là xử lý ra con số 2, còn mày đéo in cái lệnh in nó khác nhau. Tao nói hàm trả về giá trị thì phải in. Đúng má, hàm trả giá trị là việc của tao trả giá trị, còn in là một cái lệnh khác. Mày đéo in thì mày lấy làm đéo gì màn hình có, đã nói hoài rồi, trời ơi, bao nhiêu lần giả nó. Ăn đủ. À, thiệt tình. Chưa kể mày nhìn cái đoạn code mày viết cái này mà ra ngoài đường đừng có nói là tao là học trò của tao nhá. Xấu hổ cho tao lắm đó. Đâu bao giờ tao dạy cái việc viết code và hàm hóa, hàng hóa lung tung và chữ hoa chữ thường, đâu phân biệt được thế nào con lạc đà gù lưng. Đợt này sau hết dịch xong, nói ông bà già mua một cái vé máy bay sang bên Trung Đông dùng đâu, thôi đi vào thảo cầm viên cũng được, đi xem có cái con lạc đà để lưng nó như thế nào đã. Mày có hiểu không? Đây là cái việc học online là tao không đến tận máy từng đứa tao đánh được. Tao thề chúng mày là học offline là chúng nó gãy tay hết với tao về để nó đổi ngành. Có hỏi là được rồi con, nhưng mày làm ơn mày viết code cho tao quá thiệt tình. Chữ su so với cái coding convention của tao, tao có giảng thế này không? À, xin lỗi thầy và xin lỗi cả. Hỏi một cái là thầy chửi em sợ quá em không dám hỏi. Kiếp càng không hỏi càng dốt, giờ càng không biết. Có gì hỏi không? Dạ không thầy. Dạ không thầy ơi. Có nghĩa là mọi việc đều rất ổn đúng không? Đấy, ổn cái đầu chúng mày. Chúng mày nhìn chúng mày nghe tao giảng hàng ngày mà chúng mày thấy tao viết, chúng mày viết code như thế à? Chữ su, chữ sờ phải viết hoa, chữ hoa từng đầu từ. Mẹ kiếp nó quất uppercase hết. Vì uppercase nó ảnh hưởng đến một loại khai báo khác, người ta gọi là hằng số. Việc nào ra việc đó. Việc nào ra việc đó các con ạ. Nhưng mà thằng ấy nó có mạnh dạn, nó dám xài một cái tool khác là IntelliJ. Một khi đã xài tool Paro thì cái viết code phải Paro luôn. Cho nên ngay trong từng câu chữ viết phải cẩn thận. Người ta đang rèn chúng mày ngay từ bé luôn. Không có đùa đâu, viết code phải kỹ lắm á. Thì mai mốt chúng mày làm sếp thì chúng mày cũng bắt đầu bươn lính vào trong những cái nề nếp. Thì khi đó anh em mới kế thừa công việc của nhau được. Anh em mới hiểu được nhau vì cùng một standard, cùng một cái chuẩn. Rồi mỗi thằng mà phải ra cuối cùng sao đọc code của nhau được. Nó còn thằng cu kia nó hỏi mấy câu tao chửi nó bao nhiêu lần, mẹ kiếp tao đã nói bao nhiêu lần hàm trả về giá trị là một việc của tao, tao xử lý tao trả giá trị thôi, còn giá trị thô tao đưa cho mày, mày muốn làm cái con mẹ thì mày làm, bây giờ mày muốn in thì phải ép out chứ không in sao nó chạy. Chứ nó không phải sai mà vấn đề tao trả về giá trị, tao mày gọi tao xử lý tao trả về giá trị rồi là tao đã xử lý đúng. Còn in là việc của mày, sao thầy không in mẹ nó luôn. Hôm bữa tao đã giải thích trong cái bài số nguyên tố rồi, thầy thấy không, thầy đưa vào số nguyên tố mà thầy mới in câu đó là số nguyên tố thì vãi thầy không dùng lại review được. Chứ đã dặn kỹ rồi, những câu nó tai nọ ra tai kia. Và anh em giang hồ thở dài nữa. Tôi vừa gửi cho các bạn cái đường link Worldwide à, trong đó tôi có cập nhật cái file PowerPoint một chút xíu, có thể download về một chút để xem tôi giảng hôm nay những điều quan trọng trong đó, những điều rất quan trọng. Video của lớp mình tôi có ghi nhưng mà tôi chưa có thời gian post lên vì thực ra post nó có thể bị trùng, cho nên tôi sẽ nhặt một vài lớp tôi đưa lên. Ví dụ như hôm nay nhặt lớp này mà đưa lên thì nghe cái câu chửi là chắc ba má chắc bảo thôi con học làm gì, học lão hoàng làm cái gì, lão chửi suốt ngày như vậy không có đáng, nhà mình có điều kiện về làm giám đốc với ba đi đó. Người ta không muốn mất thêm một thằng học trò sau khi nghe cái bài giảng mà có cái nó bị chửi như vậy. Nhưng mà những bài giảng khác tôi đã đưa lên Face rồi nhá, tôi đưa lên cái YouTube, mà tôi tạo cái YouTube chỉ đơn giản chỉ để lưu bài giảng thôi chứ không quyết định làm streamer lớn lao gì cả. Đây các bạn có thể lên trên Face của tôi và nhìn cái đường dẫn này vào cái YouTube, và toàn bộ 6 bài giảng của tuần 2 tuần vừa rồi full không share là có hết rồi. Các lớp tôi giảng giống nhau, bạn sẽ thấy tôi giảng giống nhau y chang à, tức là sẽ biết được cái khả năng đồng bộ của tôi nó tốt cỡ nào, thì bạn sẽ tập quen sau này khi bạn nói đa cấp ở một nơi nó giống như nhau hết.
thì coi như một toàn bộ kiến thức là tôi chia sẻ hết trên cái video rồi nhá. Chỉ có những cái câu chửi trong giờ thì nó vẫn còn giữ nguyên thôi, tôi full không che. Danh sách lớp thì tôi che lại thôi. Thì để các bạn lưu ý biết là thông tin học của mình tôi đã public lên rồi, để các bạn có thể ôn bài lại. Còn cái PowerPoint này tôi vừa mới gửi cho các bạn thì nó chưa hoàn hảo hết, bởi vì nói là nó thường cái này phần này tôi viết trên bảng, tôi đã nhận bao nhiêu lần rồi nha. Nhưng mà và đôi khi tôi gõ Notepad như vậy, nhưng mà ở đây nó sẽ xấu xí quá cho các bạn, cho nên tôi đã hệ thống hóa nó hơi bị đẹp. Thì tôi tin rằng đây là những kiến thức cực kỳ quan trọng cho các bạn, các bạn phải nhớ, và đây là hàng độc quyền của tôi, nghe kỹ nha. Bạn có quyền thoải mái share, nhưng mà độc quyền theo nghĩa là toàn bộ những cách viết này là viết theo cái ngôn ngữ riêng của tôi để nó dễ hiểu hơn cho các bạn. Tức là tôi biến những khái niệm lập trình nó tương đối khô cứng thành một cái gì nó dễ hình dung hơn. Vì khi nó dễ hình dung hơn thì bạn cảm giác yêu nó hơn, dễ hiểu hơn và dễ nhớ hơn. Thì từ đó bạn có một cái cảm hứng để đi cái khác. Đấy là cái ý định của tôi. Còn riêng về cái sự màu mè này của tôi thì nó cũng thể hiện ra cho các bạn thấy một điều rằng là tôi là người không có trình độ về đồ họa. Vì nếu tôi có trình độ đồ họa giỏi thì tôi không ngồi đây giảng OOP đâu. Nhưng mà màu sắc này có ý đồ hết. Ví dụ cái đầu tiên, cái khẩu quyết. Khi tôi gọi cái khẩu quyết là những cái câu phát biểu phải nhớ, thì tôi nói thẳng câu nào nó máu me lắm để mình nhớ được những điều này, hiểu nó. Cho nên tôi cố tình tôi để màu đỏ, màu xanh là diễn giải thêm. Còn ngược lại bên này thì là các công thức. Cái này đọc là recipe chứ không phải đọc là recipe nha. Tiếng Anh mình đọc không phải nó đơn giản mình đọc giống như mình đoán đâu. Có nhiều từ nó kỳ lạ lắm. Thì cái này là recipe. Công thức để nấu ăn ra một cái app Java mức độ căn bản. Thì đây công thức thì có nghĩa chung là tôi đã trở lại tông màu xanh. Tông màu xanh tức là một có sự hy vọng. Còn bên kia là hiểu được những khái niệm là đủ hộc máu. Màu đỏ. Còn bên này là công thức. Thì tôi đưa cho bạn 11 bước để bạn làm một cái app. Và nếu bạn theo được 11 bước này thì coi như cái code bạn đã chạy phà phà như bình thường về mức độ cơ bản. Thế thì trong 11 bước này thì nó có những cái chỗ tôi tô màu đỏ, tức là những thuật ngữ bạn cần phải nhớ. Những chỗ màu đỏ tôi tô màu đậm là những thuật ngữ. Còn phần còn lại là diễn giải. Và bạn thấy từ bước 1 cho đến bước 11 là tôi đều để câu mệnh lệnh cách. Tức là mệnh lệnh cách tức là cần phải làm việc gì. Đó. Ví dụ như bước 1, khi lập trình hướng đối tượng, thì việc đầu tiên là phải nhận diện mô tả đặc cấu object. Hôm nay mình sẽ làm ở một bài khác nữa để mình chuẩn bị cho phần khó tiếp theo. Nhận diện mô tả đặc cấu object xuất hiện trong bài toán qua đặc điểm và hành vi. Đặc điểm gọi là biến kèm value, mình đã học quá quen rồi. Và trong các đám object thì cái nào là cái quan trọng? Đó, cái đặc điểm nổi bật và nổi trội. Đó. Thì khi đám object mà có những hành vi và điểm nổi bật và nổi trội khác đám khác, lúc đó ta có khái niệm gọi là gom nhóm. Đó. Tức là bước số 2 là class. Cho nên lập trình đối tượng ban đầu phải dựa trên đối tượng đã. Ví dụ bạn nhìn cái đám này, hôm bữa mình đã xem rồi, rất đông các object, nhưng có cái nổi bật. Tôi có năm sinh nhá, bạn cũng có năm sinh, tôi có tên, bạn cũng có tên mà. Nhưng mà đến hit là những bài hit thì tôi đối với bạn đâu có, tôi với bạn đâu hàng ngày phải là cái này, tôi với bạn làm việc khác. Như vậy nổi bật trong đám này là cái chữ hit, số bài hát nổi bật, top trending chẳng hạn. Nhưng mà đám này thì không phải số bài hit mà lại số bộ phim các bạn ấy tham gia. Cho nên có nhiều thứ giống mình nhưng lại có nhiều thứ khác mình. Và cái khác của mình đó thì trở thành một cái nhóm, và nhóm ca sĩ và nhóm diễn viên. Đó là bước số 2 để nhận diện ra class. Là những cụm, cái bài tập về nhà tôi cho các bạn nó cũng chính là ý nghĩa đó, tức là nhận diện ra giữa đống hình đồng hồ rồi giữa đống hình gì gì đó ở đây. Đó. Thì bạn thấy nhận diện à đồ chúng mày giống nhau mà, cái đám này với đám này hai cái khác nhau nha, hai nhóm. Nhóm trên là cái TikTok, còn dưới là đi giày cao gót. À. Như vậy nhóm dưới là shoes, còn nhóm trên là watch. Và như vậy thì mỗi thằng có đặc điểm gì, đặc điểm đặc trưng chắc chắn bên này khác. Giá thì đều có giá, mày có giá, mã sản phẩm tao có. Nhưng mà trên này nó có ví dụ như cái bề mặt của nó là đường kính bao nhiêu. Đó, da hay là kiểu là dây kim loại. À thế đây cái này lại khác. Cái này là giả da hay da thật hay gì đó. Độ cao của cái gót. Nói chung là tóm lại có rất nhiều điểm đặc trưng khác. Thì cái vừa rồi bạn vừa ra được cái công thức, đưa ra được cái gọi là gom nhóm, gom class. Như vậy class là cái nhóm. Nó có cái đặc điểm chung chung là chừa chỗ và cái hành vi. À. Thế thì cái trên là cái thật, cái dưới là cái khuôn. Đó. Rồi sau đó việc tiếp theo bạn tạo mới dự án, bạn tạo mới một cái dự án, bạn tạo cái khuôn và bắt buộc đặt ở package. Package chính là một cái thư mục. Rồi sau đó bạn chừa khoảng trống, bạn làm khoảng trống chừa chỗ, tức là các biến. Các biến này gọi là biến object, à không phải biến object, xin lỗi, nó gọi là các đặc điểm của một object trong tương lai. Và toàn bộ cái đó nó không gọi là biến object nha, nó gọi là field. Những chữ này sẽ xuất hiện trong code này, xuất hiện trên mạng khi bạn đọc. Cái chữ này tôi chưa kịp xuống hàng, nó bị xuống hàng cho tôi, nó viết liền là nó căn lề. Nên tôi sẽ sửa lại liền, instant variable phải viết liền lên. Field, instant variable, chứ không gọi là biến nói chung nha. Cái này không được gọi là biến.
mà phải gọi là instant variable hay là đặc điểm. Tất nhiên gọi là biến theo kiểu nó là đời ngôn ngữ đời thường thôi. Mình nói ngôn ngữ đời thường là đây, đặc điểm nha, là biến. Nhưng mà đúng chuẩn phải gọi là instant variable, property, attribute, characteristic. Và trong trên mạng còn người ta còn gọi cả cái này là state, trạng thái, một trạng thái của đối tượng. Ví dụ như năm sinh của tôi hay cân nặng của tôi thì đó gọi là cái trạng thái. Trạng thái cái dữ liệu của tao là trạng thái của tao hiện nay là hơi ú, trạng thái của tao là hiện nay là hơi ốm. Trạng thái về mặt tuổi tác này như có vẻ bắt đầu là qua cũng chuẩn bị đến hết thanh xuân đến nơi rồi. Như vậy nó gọi là state nha, trạng thái. Cái này code trên mạng hết tất cả những chữ này tôi đang dùng đúng trong nghề chứ không phải tôi bịa ra đâu. Mà ta nên để chúng là private, quá quen. Bước sau tạo phễu. Tạo phễu. Em đã biết phễu rồi thưa thầy. Phễu đây. Và em sẽ dùng chữ this nếu cần. Rồi get set thưa thầy. Get set cho cái phiên bản 2. Phiên bản 2 mình đã làm. Get set. Có đúng là lớp mình đã làm get set rồi đúng không? Rồi. Tiếp theo. Get set là hành động cho phép xem và sửa lấy thông tin. Bước tiếp theo. To string thưa thầy. To string thưa thầy. Cái phần này thầy chưa nói và hôm nay tôi sẽ nói. Và toàn bộ các đoạn code này đều có thể generate một cách tự động hoàn toàn. Rồi sau đó bạn chế thêm các hàm riêng của mình, rồi sau đó bạn sang đây bạn đúc, bạn new, bạn chấm và bạn F6 để tận hưởng. Chuyện này tôi đã làm cùng các bạn hết một loạt rồi. Mọi người có đang theo kịp cái điều tôi đang diễn giải lại hôm bữa không ạ? Rồi, thế thì để hiểu được những điều này một cách sâu xa hơn thì đây là điều mà các bạn cần phải nhớ thêm. Đây là những cái rule cực kỳ quan trọng mà hôm bữa tôi có giảng. Mà lúc tôi nói về vùng RAM đấy, cứ có biến là đại diện cho vùng một giá trị đơn nha. Biến là một cái tên gọi cho đại diện cho một cái giá trị đơn nào đó hoặc giá trị phức tạp. Ví dụ shape là phức tạp. Các bạn ngồi đây cũng là phức tạp. Danh sách tôi đang thấy mấy chục con người ngồi đây nhưng thực sự là chuyện phức tạp. Vì mỗi bạn đang ngồi ở quê với đầy đủ thông tin nhân thân và các hành động tương ứng. Và nếu câu chuyện trauma đầu giờ của mình thì đâu có biết rằng cô bạn đó là làm hành động không ngờ đấy không? Cho nên tôi nói là con người là phức tạp, object là phức tạp. Cái điện thoại của mình cũng vậy, lâu lâu tự nhiên hứng nên nó đơ cái đấy. Vẫn có thể đấy, dù đồ xịn đấy. Nhưng mà đồ xịn đến mức độ nào đó, cái vòng đời xài thì nó dưới một điều kiện nào đó có khả năng nó lại phát sinh. Cái tivi cũng vậy, cái máy, cái xe máy mình cũng vậy. Lâu lâu nó có cái trục trặc như vậy, cái sự hoạt động của nó là phức tạp. Vậy thì có một cái tên tắt cho nó, cũng gọi cái xe máy của tôi khác xe máy của bạn. Và câu thứ hai, có biến là cái vùng nhớ được cấp trong RAM. Eo nói nhiều, tao chấp mày là biến phức tạp hay biến đơn giản, nhưng luôn có biến là cấp vùng nhớ được cấp này. Nhưng quan trọng nhất là cái biến primitive. Biến primitive là biến gì? Biến giá trị đơn. Thì biến primitive chỉ cần một vùng RAM thôi bạn ạ. Nó chỉ cần đúng một vùng RAM. Đây, biến primitive chỉ tốn đúng một vùng RAM. Nó on off ngay trong vùng RAM đó là xong. Không quan tâm nó nằm đâu nha, phải nghe kỹ nha. Biến là tốn vùng RAM, còn biến này nằm ở stack hay là heap là một câu chuyện khác. Bạn chỉ quan tâm rất nhiều thứ ở trong liên quan đến biến. Biến là một vùng RAM primitive, cho số pi bằng 3.14 thì đéo mẹ pi hay 3.14 là nhau rồi, xài luôn. Và trong RAM nó chỉ tốn đúng một vùng RAM, chiếm vài byte để on off, thế là xong. Cho nên biến primitive tôi gọi là biến primitive lưu value trực tiếp trong vùng nhớ được cấp, không nói nhiều. Nhưng mà biến phức tạp, biến object đó, thì lại dính dáng cái thằng new. Cứ có new là có vùng nhớ mới, đây là câu chuyện phải nhớ. Có new, có vùng nhớ mới. Vậy new dog. Cái hình này tôi chưa đưa vào cái slide vì tôi cần phải bố trí thông tin thêm đã. Điều chỉnh thêm tí nữa. Có new là có vùng nhớ mới. Như vậy nó new chẳng qua là clone cái khuôn. Lấy cái khuôn, clone. Lấy cái khuôn, clone. Vậy thì khi nó clone cái khuôn thì nó clone cái khuôn này vào trong RAM thì nó nằm ở cái vùng gọi là heap. Nhưng cái biến chi hu này mày nằm đâu lại là câu chuyện khác. Cái mẹ nó từ từ tính. Nhưng quan trọng nhất cái vùng clone của cái khuôn luôn luôn được vào RAM. Vào heap. Như vậy code chỗ này này. Cái này này, cái đám này này, mày nằm trên vùng nhớ heap. Xin khẳng định, mày nằm trong vùng nhớ heap chứ không phải nằm ở vùng nhớ khác nha. Không có stack step mẹ gì cả. Mày phải lên heap bởi vì mày nằm trong cái khuôn, mày được clone. Cái này nó tương đương quán tử malloc của bên C là lên vùng nhớ heap, đéo nó nhiều. Còn cái biến con chó mày nằm đâu kệ mẹ mày. Nhưng quan trọng nhất là malloc là phải lên trên heap. Đó nên cho nên cái chỗ này là cái thông tin của mình. Nó giống y chang khái niệm clone cái chứng minh nhân dân để mình có thể bắt đầu làm cái chứng minh nhân dân. Cái thẻ căn cước luôn luôn clone. Tương đương với việc bên này là ông thợ phải dỡ cái này ra, cái khuôn, cái tượng cũ ra để chừa chỗ trống bắt đầu nhét cái mới vào.
thì bên này nó gọi là clone, thì bên này gọi là dỡ tượng ra. Và trong RAM của Windows của mình nó cũng chơi trò clone, clone. Như vậy bạn biết thừa một biến name có name trong cái khuôn, mặc dù là chữ name thôi, nhưng mà bản chất trong RAM là bao nhiêu nhát new, bao nhiêu cái vùng được clone. Đó, cho nên không sợ con cờ hó nọ đè con cờ hó kia. Vậy thì vấn đề chữ chi hu, chữ ngáo đá nó là cái gì? Đó, cũng giống như nhìn các bạn ở đây trong danh sách này là mấy chục con người, mấy chục con người ngồi đây, nhưng bản chất là các bạn đang ngồi ở nhà quê của nhà các bạn. Vậy chỗ này vẫn chỉ là con chó, nó giống như cái tên biến tên tắt thôi. Và chỗ này cũng y chang tên tắt. Vậy tên tắt này nó chứa cái gì? Tôi với các bạn, tôi ngồi đây tôi tương tác với các bạn thực ra thông qua cái tên. Và tên tôi lát hồi tôi muốn hỏi thì tôi phải nói chấm thông tin của các bạn. Vậy thì có một cái sợi dây liên lạc tôi với các bạn là thông qua cái Google Meet này. Nó vòng 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 vòng, nó kết nối qua wifi, thế mà hẹn nào nó sẽ đi đến nhà bạn thì bạn mới vào được cái lớp này. Và ngược lại, các bạn cũng nối được với tôi qua wifi nhà tôi. Như vậy thực sự chúng ta có một kết nối, tức là có một cái tham chiếu, một sợi dây, cái đó gọi là tham chiếu, reference, hoặc là gọi là point, trỏ đến. Ví dụ Phạm Hữu Anh ở đây, Phạm Hữu Anh Tài đây là đang trỏ đến, khi tôi gọi một cái, giả sử bạn giật mình một cái thì có nghĩa là đang trỏ đến bạn ở xa. Đấy, cho nên trỏ chẳng qua là sợi dây kết nối. Như vậy cái sợi dây kết nối của Chi Hu với cái vùng new này bằng cách nào? Cái biến này bằng cách là lưu cái tọa độ của vùng new. Nó lưu cái tọa độ vùng new. Thực sự tọa độ vùng new tức là tọa độ bắt đầu. Giống như cái đây địa chỉ nhà bạn đây, cái miếng đất này, các bạn cứ tưởng tượng đây là miếng đất nhà bạn. Thì tôi đứng ở ngoài, đó, tôi biết hướng tọa độ, tôi nhìn vào hướng 7 triệu và lúc này tôi mới biết rằng trong đây có được cái gì. Còn có được cái gì hay không, miếng đất nhà bạn cho tôi xem được cái gì. Ví dụ nếu bạn rào kín hết tất cả, kể cả chỗ này bạn xây bức tường bê tông luôn thì có nghĩa tôi không thấy được. Vậy lúc này là private hết bên trong. Trừ lúc nhà bạn xây thôi. Đó, có màu sắc rồi có bên trong có tiền bạc rồi có cả hồ bơi, nhưng tôi đứng ngoài tôi không thấy được, private hết. Còn một khi mà bạn quyết định cho người ta xem cái phần nào, có những góc bạn cho người ta xem thì cái chỗ đó bạn làm cửa kiếng hay là có cái bông lam để nhìn qua vào. Đó, thì chỗ đó gọi là public. Như vậy mình sẽ gặp một khái niệm mới, cái khái niệm đó gọi là biến object. Vậy biến object trỏ vào vùng new được cấp ở trên. Như vậy cứ có new được vùng nhớ được clone và cấp biến object trỏ vào vùng new. Đó, trỏ có nghĩa là tao nắm cái tọa độ của mày. Cho nên khi tôi nói câu này á, thì tức là object tốn lên hai vùng RAM đó. Tốn hẳn hai vùng RAM. Chưa quan tâm stack hết cái gì đó, chỉ quan tâm một cái thứ nhất là tên tắt. Mày nằm ở đâu đã? Cái thứ hai, vùng new thì cầm chắc nằm trên stack, à trên heap, không nói nhiều. Vùng clone này nằm trên đây. Không nói nhiều, còn trong đây chứa biến primitive hay biến object khác kệ mẹ nó, đó là câu chuyện khác. Tao chỉ biết là toàn bộ cái thông tin của cái file, cái khuôn sẽ được clone này đây. Và tao nắm tọa độ, giống như hướng tọa độ. Anh em mình trong đánh game nhìn hướng 3 giờ thì không phải là nhìn cái miệng của tao để nói 3 giờ, mà vấn đề chúng mày phải quay đầu về hướng 3 giờ để chúng mày nhìn. À, như vậy chi hu chấm giống như nhìn hướng 3 giờ chấm. À, thì thấy cái gì đó chưa để nói tao nghe coi. Thì nhìn cái miệng mình đâu có phải là 3 giờ, phải nhìn về cái hướng 3 giờ ống nhòm. Rê ống nhòm. Đây, vậy cái biến này giống như ống nhòm nó rê về hướng 7 triệu. Cái này đây, rê về. Như vậy dấu chấm chính là sờ vào vùng RAM được cấp. Sờ vào vùng new. Tôi đã ghi chỗ đây. Cho nên object tốn đến hai vùng RAM, một vùng RAM của chính object và vùng new. Thì gọi là object. Tôi ghi chú đây là object. Vì object nó có thông tin cụ thể khác thằng kia thì gọi là object. Còn cái đây nó chỉ là tham chiếu thôi mà. Nó gọi là chi hu hay gọi là thú cưng thì đều được mà, ảnh hưởng gì. Đó. Tốn hai vùng RAM và sờ vùng RAM thông qua dấu chấm. Đó, mình đã học rồi. Tại sao phải chấm? Mẹ kiếp, trong vùng RAM nó có quá trời thông tin mà xem, mà muốn xem cái nào thì mình phải nói chứ. Cho nên chấm chính là lựa chọn cái mình muốn xem. Thế thôi. Rồi, cái cuối cùng tôi muốn nói, đây là cái rule quan trọng. Ai có nhiều thông tin nhất kẻ đó nên xử lý thông tin. Đây là điều tôi chưa giảng nha, mà nó gắn đến encapsulation. Và hôm nay tôi giảng kỹ hơn, thực ra đã làm rồi nhưng bây giờ mình tổng kết thôi. Và hôm nay mình viết kỹ hơn. Rồi, đó là điều thứ nhất. Tôi rồi đã đi qua một loạt cái điều hay ho của cái slide tôi đã tổng kết. Tất nhiên tôi còn cập nhật và chỉnh sửa vài câu chữ nữa chính sau, nhưng mà cơ bản nhất bạn có được điều đó. Thì trong đây có một cái điều mà thầy mới nói em, cái công thức là cái toString. Và cái câu số 7 bên này là thầy mới nói em rằng là ai có nhiều thông tin kẻ đó nên xử lý thông tin. Thì bây giờ thầy có thể giải thích em điều này. Bây giờ tôi sẽ vào giải thích để hoàn thiện nốt cái bài code ngày hôm nay cho nó xong nha. Đấy, còn tiếp tục với cái câu cuối, biến nào khai báo trong hàm thì nằm trong stack biến nha. Còn mẹ kiếp, vùng new luôn nên nằm trên heap rồi, không nói nhiều. Còn cái ai móc vào nó thì móc ở đâu thì đó quan trọng nhất là cái biến móc đó khai báo ở đâu. Ví dụ bài này, biến này là biến nằm trong stack, khi dùng phễu bắt đầu nó tạo ra cái biến stack này. Còn biến này nằm trên stack luôn, stack. À, nhưng heap. Còn cái này value là stack mày luôn rồi. Còn trong đây em nhớ là có cái biến jailbird luôn thầy. Có biến jailbird. Jailbird này lại nằm ở trên stack vì nó ăn theo cái khuôn. Đó. Còn thằng này mày khai báo lẻ trong hàm, chết bà mày, xuống stack ngồi. Đó. Cho nên mình phải phân biệt được là vị trí ngồi là do vị trí khai báo. Còn bản thân bên trong nó chứa cái value gì
thì lại là một câu chuyện khác. Mình phải đừng nhầm lẫn. Biến con chó chưa tọa độ, biến này có thể nằm ở stack. Ok. Vùng heap luôn luôn nằm à, vùng object new luôn luôn nằm ở trên heap, cho nên những cái biến này lại nằm trên heap. Còn biến này bản thân lại là primitive. Rồi, trong đây có một vùng RAM để xài. Còn những biến khác có thể là object thì nó lại móc vào vùng heap khác nữa. Kệ mẹ nó, không quan trọng. Đó, mình phải phân biệt được rõ việc nào ra việc nấy. Rồi, bây giờ tôi quay trở lại cái bài code chính của mình. Tôi sẽ bàn về toString. toString là gì? Và cái bài này hôm bữa của mình đang viết dở dang vì mình xóa sạch, mình chỉ generate, get set để cho người ta xem. Và những hàm này tôi nói là hàm này gắn với object cho phép, giống như mình đi nhuộm tóc, nhuộm hoa nhiều lần, mình sơn móng tay nhiều lần, mình đi xăm mình nhiều lần, đổ màu mà đồ mới vào, nó tự làm cho mình phần này. Và bây giờ tôi viết nốt cái hàm bulk ở đây, để hàm bulk để đảm bảo cho nó hôm bữa là mình có sủa mà, thì ra mình sủa nốt cái đã. Như vậy, public void bulk, mình viết gì trong đây chả được, giờ mình muốn sủa s out và rin out n, biết quen quá rồi. Tại hôm nay là tôi kết thúc về phần căn bản đấy nha. Name phải gbert phải gpa. À, chỉ nói double wait. Rồi. Phần trăm từ 10 s kết hoài phần trăm 4 d phần trăm 4.1 f quá quen mà cho cái nào. Xong. Như vậy đây là khi sủa tức là sâu ra cảnh báo chính chủ tòa nhà ha, chính chủ nhà mình. Tức là cảnh cáo, nếu mình nói góc độ cảnh cáo sủa, nhưng nếu là con mèo thì chỗ này không phải là sủa nữa, nếu ở đây thì chỗ này cat thì chỗ này phải là mèo mèo là động cơ. Thì bên này sang đây xem nó còn báo lỗi không. À, xem còn lỗi cái gì. Hết lỗi rồi. Và chạy lại. Update wait. Xóa bớt đi. Cái này không sợ lo mất code nha. Không sợ lo mất code. Bạn không sợ lo mất code vì code cũ mình vẫn còn phiên bản 1. Đó. Cho nên tôi xóa bớt đi để cho nó đỡ rối. Mình nhìn hồi nãy mình học cái trò mới. Chi Hu ơi, tao new mày và mày sủa cho tao một cái. Ngáo đá ơi, tao new mày và sủa dẹp hết phần sau đi. Không phải mình sợ bị sai mà vấn đề là mình không cần nữa. Do mình đã còn phiên bản cũ. Như vậy, new. Tôi biết cái này, tôi biết cách ra để thấy thị dương đồng biến primitive nằm trên stack. Stack này, chỗ này là stack. Heap. Primitive, một vùng RAM. À, đó, việc nào ra việc này. Rồi bây giờ, nó sủa bình thường F6. Hồi nãy nhìn code của anh bạn thì anh bạn vừa rồi ấy, anh viết cái chỗ này thì tôi không có phản đối luôn. Ví dụ anh ghi chỗ này là ví dụ như là name 2 chấm. Rồi bạn ghi cái này, bạn không cần gõ nha, dearborn 2 chấm. Cái này hoàn toàn không có gì sai cả, nhưng cái này nó phá nguyên tắc của Excel. Excel của nó là chỗ này phải là cột, cột này là name, dearborn. Vậy thì tại sao mày không in cho tao một cái chữ name ở đây? Name trước ở đây. Năm sinh ở đây, trên đây và cân nặng ở đây thì có phải nó hợp lý với Excel? Tự nhiên ghi name nó lặp đi lặp lại, mình điên. Mình nhìn cái này nó không hay chứ không phải là sai. Bản chân những cái lặp lại này thì mình để riêng hẳn ra ngoài thành một cái title, người ta gọi cái header. Giống như mình thiết kế cái table trong môn thiết kế web thì cái phần này lặp đi lặp lại gì đó, rồi JavaBot lặp lại rồi có 50 đứa thì cũng lặp mẹ 50 à. Trong cái danh sách chữ thi bao giờ nó làm vậy đâu. Nó sẽ để ở đây này. Đây này. Thì nó hợp logic hơn. Và muốn làm điều đó được thì bạn phải in một cái title riêng ra. Cho nên làm kiểu này cũng được, tôi không có phản đối nha. Nhưng mà lúc đó mình bình luận về dữ liệu nhìn nó không có hài hòa. Bây giờ em muốn có kiểu gì thì em in làm cái title riêng ra ở bên ngoài men, rồi sau đó mình show ra. Nhưng mà đồng ý, em muốn làm kiểu đó cũng vẫn là một cách. Rồi, coi như đã xong. Và bây giờ thưa thầy, thầy giảng cho em nghe toString. Thế thì khi bạn nói là khi bạn đi mua cái điện thoại điện thoại di động, bạn đập hộp về, mở hộp thì chắc chắn là ngoài cái điện thoại thì bạn sẽ thấy có một cái cuốn sổ bên trên nó ghi một cái cuốn sổ mà nó ghi sổ tay nhỏ nó ghi thông số máy à. Ghi thông số máy đó. Rồi lát hồi bệnh mở máy thì lại thấy vào cái mục setting, tức là mở máy vào setting
thì sẽ thấy toàn bộ thông số máy. Nếu bạn đi mua các máy tính của bạn hay tay, hay bạn nhìn trên cái màn hình hay lên phía sau lưng của máy mình, luôn luôn có cái thông số, có cái giấy nhãn nhỏ 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 nó ghi các thông số máy. Rồi cái tivi hay cái máy lạnh hay cái gì đó, bạn thấy là sau lưng sau hông của nó thường cũng sẽ có một cái nhãn nhỏ, cái label nhỏ nó ghi thông số cơ bản, những cái cơ bản nhất. Rồi đến lúc bạn gặp, bạn sinh ra trong cuộc đời hiện nay thì nhà nước đã thay dần cái chứng minh nhân dân thẻ giấy 9 số bằng thẻ căn cước, thẻ cứng, trong đó có mã vạch, có chip luôn để có thể tra cứu thông tin một cách tiện lợi với cái database, cơ sở dữ liệu của toàn Việt Nam. Chuyện này lớn ạ. Thế thì cái câu chuyện này là gì? Nhưng mà cơ quan công quyền sẽ cấp cho bạn cái giấy, và giấy đó, cái thẻ nhựa đó sẽ ghi toàn bộ thông số của bạn. Cái xe máy của bạn trên đường cũng vậy, chỉ cần một cái thẻ đại diện thôi. Vậy thì bạn thấy là mọi object xung quanh ta luôn luôn có tiềm ẩn sẵn một cái gọi là số tất cả thông tin. Mọi object quanh ta có tiềm ẩn một, tức là object mình sản xuất xung quanh nhé, bạn thấy thông số thứ này nọ. Tiềm ẩn một cái hành động cơ bản, sâu thông tin chi tiết, info chi tiết. Sâu theo nghĩa là sâu là một info chi tiết, người là mức cơ bản. Cái chi tiết tức là mày có tên, có ngày sinh, có mức điện áp, mức cơ bản. Chứ không sâu chi tiết bên trong là gồm xài, ví dụ cái tivi nhà bạn, bạn nhìn cái nhãn phía sau thôi chứ tự nhiên ngồi còn ghi bên trong tụ điện gì, các thứ này nọ nữa thì có mà vãi à, đâu cần thiết. Nó vẫn giấu rất nhiều, nhưng mà cái mức cơ bản để đủ để hiểu, chi tiết như vậy là mức cơ bản đủ để hiểu. Đó. Cho nên cái việc mà sâu các thông tin cơ bản của mình là một việc hiển nhiên. Như vậy thì giống như là tôi đang có nhiều đầy thông tin, tôi có nhiều đầy thông tin, tôi sâu ra là chuyện bình thường, giống như chứng minh nhân dân. Tên vấn đề là sâu cho ai thôi. Đó thì nó giống như cái hành động, cái hành động nó cũng tương đương cái hành động đặc chủ công an, thì mình sâu ra cái căn cước công dân, tập cô ngân hàng mình sâu cái căn cước công dân. Tức là có những cái bối cảnh là mình sâu hết các thông tin. Trên website khi bạn mua hàng thì bạn lại cũng gặp tình huống là vào xem cái cấu hình điện thoại, thông tin và thông tin chi tiết trên thế giới di động, luôn luôn có. Vậy thì bây giờ là sao? Vậy thì mặc định, đó, câu chuyện mặc định, Java nó cung cấp một cái hàm nha, mà có thể tự sinh ra code luôn, code sẵn luôn, để sâu ra toàn bộ info mà đã được đổ hay đang có, được đổ hay là đang có. Và tại sao được đổ và đang có nó khác nhau thầy? Ba má đổ cho mình màu da, màu tóc đen, nhưng mình quyết định nó biến thành nó thành highlight. Mình quyết định đổ mực lên tay và cái mực này nó xui một cái là giặt mãi nó không đi mất, thì xà bông cũng không mất. Chúng ta đi xăm. Như vậy đã có là một chuyện và sau đó ta điều chỉnh. Điện thoại iPhone mình cũng vậy, mình mua về, mình thay wallpaper bánh mì hình trái đất của nó bằng wallpaper bạn gái được mà, thì vẫn là của mình. Chứ vậy đang có, cho tao xem điện thoại coi. Ủa bạn gái đẹp chứ mày? Đúng rồi. Nhờ học lập trình ngon lành thì mới có các cô gái yêu đấy. Càng ngược lại, các cô gái mà học lập trình thì trí tuệ lắm. Và các chàng trai sẽ rất thích cô gái trí tuệ. Đó, chúng ta có kiến thức thì có cái độ hấp dẫn với nhau. Như vậy thì câu chuyện đây là mình sẽ sâu thông tin. Và thằng Java nó sẽ lo cho mình cái thông tin này, cũng giống như mọi đối tượng xung quanh cuộc sống của mình đều có thông tin. Bạn mua cái chai nước cũng có mà. Đó. Và hành động này gọi là hàm toString. Đặt đúng chuẩn cú pháp gọi là đà toString. Biến mọi thứ thông tin thành chuỗi. Y chang những cái chứng minh nhân dân là một chuỗi các ký tự sâu lên về thông tin của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ làm điều đó. Ấn phải chuột. Ấn phải chuột chọn insert code. Insert code chọn add đồ. Thưa thầy, get set nó không cho em nữa thầy. Get set nó không cho em. Đúng rồi, mình làm đủ rồi. Get một cái, set một cái. Trường hợp bạn làm thiếu nó mới để thêm đây. Còn constructor, thưa thầy, constructor đây nó vẫn cho em làm. Tức là hàm ý rằng là em có thể làm nhiều phễu à? Đúng rồi, em có quyền làm nhiều phễu. Bài đó tôi nói riêng. ToString. Chọn ToString. Nó tự động bạn thấy nó check sẵn. Bạn có ý định thì bạn muốn sâu hết tất cả đúng không? Thì mặc định mà gọi ToString nó biến đổi tất cả mọi thứ. Rồi,
nó select sẵn cho mình, rồi mình cứ trên đây đại cái đi. Rồi, à đồ, nó ra đoạn code bình thường thôi mà. Đoạn code này chính là chỉ đơn giản là return một cái gì đó, ghép này. Code này đâu có khác mẹ ở trên này đâu thầy, em ghép nè. Thầy còn nhớ phiên bản 1 không? Phiên bản 1 thầy cũng ghép nè. Này, thì phiên bản 1 thầy ghép đâu rồi đây. My name is ghép vào, my name is ghép vào. Thầy làm lại cái thao tác lại đi thôi. Lại cái gì? Anh em phải chuột chọn insert code, cái này học rồi mà. Cái phím nóng này tụi bay học rồi mà, đúng không? Học chưa? Trả lời. Dạ rồi. Dạ rồi. Cái là cái Turing cái mất gốc này. Mày thấy cái này chưa? Dạ rồi ơi. Thì quá nó check sẵn, mình ấn nút generate là tự động sinh ra code cho tao, đỡ phải gõ. Cái này còn cái điều gì mà giải thích nữa? Kịp không? Ok ơi, ok ơi. Okay, cái đầu mày học hành mất tập trung. Làm tao đang có hứng giảng chỗ này, tự nhiên mày bắt tao quẹo cua. Code cũ của thầy này, thầy ghép nè. Đóng mẹ cái hàm này có gì, hàm này có gì khó đâu là ghép. Sao mà cua mày nói cái gì tiếp đây? Nói tiếp đây. Nói đâu? Thầy xin lỗi cả lớp. Được quyền thắc mắc, được quyền ngắt ngang như vừa rồi, không sao cả nha. Nhưng mà nên nhớ rằng tất cả những điều tôi giảng là tôi đều đã giảng rồi. Vấn đề hàng ngày về nhà phải thực hành và phải làm thật chậm và tư duy. Tôi cũng giảng chậm lắm đấy, tôi giảng chậm trong tất cả các thầy cô của trường này đấy. Yên tập đi, tin tao đi. Tao ghép này. Name ghép với cái name, giữa bớt ghép với giữa bớt. Cái màu cam chính là ghép chuỗi đúng không thầy? Và trả về chuỗi thôi. Ủa sao không thể in thầy? Nhiệm vụ của tao trả về chuỗi, tao đã nói được có rất nhiều cách mà. Giống như cái hàm này hỏi sao nói không in ra thầy. Vì đơn giản mày hỏi năm sinh thì tao trả năm sinh chứ có gì sai đâu mà phải in. Cho nên cái chuyện này mình đã biết rồi. Trên đây nó ghép thành một cái chuỗi. Có một chữ override. Chữ này không nhầm với một chữ over mà mình đã từng học. Đó là chữ over gì? Không phải game over hay oversee hay gì đó. Over gì? À, học rồi. Dạ, overload. Overload. Ai đó trong lớp này không dùng lại suộc, không search trên internet, nói tao nghe overload là gì? Những lúc mà thầy Hoàng bắt đầu đi hỏi là bắt đầu là những sự im lặng đáng sợ trong lớp này. Overload là gì? Tao nói trước cho chúng mày biết là ba lớp kia tao hỏi không đứa nào nhớ đấy, mà tao đã giảng rồi đấy. Có phải là tràn gì không thầy? Học hành nói đàng hoàng nha mày, nói những kiến thức mà nó không có đúng là người ta coi thường mình luôn á. Mẹ kiếp mày, ngồi mày ráng dịch từ cái nghĩa gốc tiếng Anh ra thì nó vẽ tiếp đấy, đâu gọi là học. Nguyễn Phước Duy trả lời. Cả lớp im lặng, không thằng nào gánh gồng. Người ta ngồi, tao random người tao gọi. Dạ, overload là hiện tượng quá tải hàm do sự chắc chồng cái hàm với nhau. Đéo ai hiểu được. Mày nói lại rồi. Về mặt nói câu đó, về mặt gọi dịch nghĩa, hoặc là nghe tao giảng hay đọc trên mạng rồi, nhưng cuối cùng tóm lại là cái con mẹ này khi viết code. Là hiện tượng quá tải hàm. Anh đục má, tao đâu bảo mày dịch tiếng Việt, tao nó rất giỏi, tao nói tao giỏi nhất tiếng Việt trong lớp này, tao tự tin tao nói câu đó. Cho nên nếu mày ngồi mày dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, IELTS 6 đây ngồi đây mày có thể dịch được cho mày. Nói. Còn nếu không nói được, tao cho mày chọn một người nào trong lớp này mày nói. Đó, tao không có tỉnh, tao chia rẽ lớp. Nhanh, nhanh, tao có giảng tiếp. Dạ. Chọn một người mà khó vậy sao? Lê Cáp Ngọc Long. Rồi. Lê Cáp Ngọc Long. Dạ, thưa thầy, em không nhớ. Á đồ. Quánh ngay đường, quánh trực diện như vậy hả? Kim hạ thủ vi cường hả? Xin lỗi ba má cái con này. Mày xin lỗi ba má mày đi coi nào. Dù các cụ không nghe thấy nhưng tao tin là các cụ sẽ nhảy mũi. Nói. Lê Cát Ngọc Long. Xin lỗi ba má. Mày có biết tại sao mày phải xin lỗi không? Trả lời. Tao đang giao tiếp với mày, mày cũng marketing. Lê Cát Ngọc Long. Dạ không thầy.
Mày có biết tại sao mày phải xin lỗi không? Dạ không thầy. Mày học lớp này hay học lớp nào? Dạ con học lớp này. Mày đi học mà mày đéo chịu học bài thì mày không phải xin lỗi ba má thì là cái gì mà mày còn không biết nữa? Hả? Tao chửi vậy mày có hiểu không? Dạ hiểu thầy. Hiểu là sao? Mày nói lại coi nào. Thế nào là hiểu? Dạ đi học phải học bài thầy. Thế mày tưởng đi học đóng tiền 5 triệu cho một cái môn này thì cuối cùng đéo hiểu gì, qua môn phải đi gãy với bạn hả? Mày có muốn vậy không? Trả lời. Dạ không thầy. Thế tại sao cần phải học bài? Trả lời. Dạ, học bài để có kiến thức. Có kiến thức để làm gì? Để vận dụng ra đi làm ạ. Để đi làm thì đéo chịu những cái vận dụng. Để đi làm. Đi làm để làm gì? Kiếm tiền nuôi bản thân. Và bây giờ ba má đang nuôi mày đúng không? Và tiếp tục nuôi mày được nữa đúng không? Mày có ý định vậy đúng không? Cho nên mày mới không cần học. Trả lời. Là không rồi. Tôi xin lỗi là mày bị xui với thằng bạn mày chọn nên lắm rồi mày chửi nó, chửi thằng Duy chứ đừng chửi tao nghe chưa? Giờ nó xui nó yêu mày đấy, hai thằng rủ nhau xuống vực đấy. Yêu nhau là không phải nhìn nhau mà cùng nhìn vào màn hình cốt. Mày biết cái câu chuyện huyền thoại của người nước ngoài không? Biết câu đó không? Tao giao tiếp với mày mà sao Cebu lắc hay mạng nhà mày lắc mà không nghe kịp câu để tao hỏi để mày trả lời hả? Trả lời. À, con chưa nghe câu đấy thầy. Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà cùng nhìn vào màn hình cốt. Đấy. Google câu đó đi, có đấy. Câu đó tao bịa là thêm vào đuôi thôi. Câu chuẩn của nó là yêu nhau không phải là nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng. Mày hiểu chưa? Tao hiểu rồi thầy. Tao đã nói mày đang đụng một người rất giỏi văn học, nghe chưa? Mà đi dạy ngôn ngữ lập trình là đốn hợp rồi. Còn chưa đê nha mày, vãi mày. Cho đến hôm nay, cần cho đê này, nên nó còn đéo nghe được cả chữ cần cho đê nữa. Đủ, tao bảo mày cần cho đê, mày cần cho đê ngay đấy à? Hả? Mày làm lại coi. Tao phải dạy dỗ mày cả giao tiếp thế nào hả đằng kia? Không phải tao giận đâu, tao đang rất giận. Nói. Dạ, tao chỗ bảo con người hơi ồn thầy. Tao biết, nhưng tao bảo tao hét càng to vào mic cơ mà, tất cả mọi người còn lại đang điếc tai rồi đấy. Khi tao bảo mày cần cho đê tắt máy, có nghĩa là mày phải làm sao? Trả lời. Dạ, chào thầy ạ. À, ít nhất phải thế. Giao tiếp với người lớn mới này. Mai mốt chúng mày đi làm nghề chăm sóc khách hàng, rồi đi nghề nói chuyện với sếp, sếp ra lệnh các thứ này nọ. Rồi ok vậy nha. Tự nhiên mày có cúp luôn, ông chưa kịp chân hửng một cái. Tao cá mày, mày thử làm điều đó đi. Dạ. Chào thầy, cảm ơn thầy. Tao nói chúng mày nghe, chúng mày đang học tao nhiều hơn 5 triệu đóng đấy. Tao nhiệt tình hơn cả mức nhà trường trả cho môn này đấy. Cứ đi hỏi đi. Chúng mày tao giận chúng mày đâu. Má tao đã dặn cái câu này overload nó sẽ bị hỏi trong phỏng vấn lập trình. Tao đã có ghi chú câu đầy đủ rồi, éo thèm nhớ. Tao post hết cả 6 bài trên Face rồi nhá. Tao cầu view đấy. Liệu mà học. Hoàng Mạnh Hải, trả lời, overload là gì? Đã đủ thời gian để sợ. Nếu mà đã hiểu, đéo hiểu được thì tao nghe, tao đọc vô, tao biết ngay là có sợ hay không. Hoàng Mạnh Hải. Bữa chó nào giảng bài. Dạ, thứ này, overload là một sự quá tải. Nếu không biết thì nói mẹ không biết cho nhanh để tao chửi cho nó gọn. Dạ, thầy chửi thầy. Đừng có bị lúng cung. Mày nghe câu đầu là biết đéo, biết đéo học bài này. Rồi Nhã Thi. Mày giơ tay mày nói đi. Dạ, overload là khi load chứ không phải là load. Đó, dạ, là overload là khi mình đặt tên hai cái method giống nhau mà đằng sau mình ghi khác nhau, ví dụ cái mình để trống, cái mình ghi in vào thầy. Mày nói như vậy thì nghe nó thô quá. Nó không có đẹp màu mè. Nó vẫn phải có cái độ đẹp của ngôn ngữ nhưng lại đủ dễ hiểu trong việc cài đặt cốt. Nói lại. Dạ, overload là bị trùng, nghĩa là tồn tại thêm một cái method khác nhưng mà lại khác tham số. Tao vẫn chưa, mặc dù câu nói có phần đúng nhưng tao vẫn chưa chịu câu trả lời của mày. Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Dạ, overload là load, overload gì cả. Overload là tồn tại một cái method khác giống cái method mình đã đặt tên nhưng mà khác số lượng tham số đầu vào của cái method đầu tiên.
Tao chưa chịu hết. Giờ cần cho D cho mày, mạnh dạn để có xung phong. Mày dạ, em chào mà. Thầy. Ừ, mày cứ thử mà không chào tao đi. Tao đã ghi chú trong cái bài giảng rồi, à, cái tuần đầu tiên, đúng, quên mày ai tuần thứ ba mà quên rồi, thì có nghĩa đến tuần cuối cùng sao mày nhớ được kiến thức đầu này? Overload là hiện tượng có khả năng xảy ra trong bất kỳ class nào. Bất kỳ class nào. Tại sao tự nhiên hôm nay thầy rảnh mà thầy ngồi thầy hứng lên thầy chửi bọn em? Vì móa thiệt tình, cái override nó chỉ xảy ra trong tình huống khác. Nó chỉ xảy ra với cái thừa. Nó vẫn có hiện tượng trùng tên hàng, à, nhưng nó chỉ xảy ra cái thừa. Cho nên nếu phát biểu không đúng, câu hỏi phỏng vấn cơ bản, chúng mày vào Google đi. Cũng mày cứ hỏi cái câu hỏi phỏng vấn overload và override, mày gõ nguyên bằng tiếng Việt, tao cá mày có câu hỏi đó. Chứ không phải tự nhiên thầy Hoàng ngồi, thầy Hoàng rảnh, thầy Hoàng chửi bới, chứ chưa thích cái miệng thầy Hoàng. Thầy Hoàng đang cố gắng bảo chúng mày nhớ được những điều đẹp, những điều dễ hiểu và dễ nhớ của ngôn ngữ lập trình, hướng đối tượng nói chung để đi phỏng vấn. Vì học mà nhớ rồi thì đéo cần học lại nữa. Rồi bây giờ bắt đầu ngồi dò lại từ tuần 1 đến giờ vậy. À, đủ nhiều có thiếu quá thầy Hoàng ạ. À. Chúng mày học rồi nhớ những điều tao nói thì ngay cả suộc chúng mày đi cũng cần ôn quá nhiều đâu. Tao thề luôn. Đi hiểu bài là viết code được luôn. Đọc suộc được luôn. Một lần học như vậy mới vậy nó mới được chứ bây giờ học chỉ đơn giản vì thi thì đéo phải là câu chuyện học. Overload là hiện tượng có khả năng xảy ra trong bất kỳ class nào. Bởi vì qua tuần này mình sẽ học đến class cha và con, cuộc đời bắt đầu sắp mặt. Overload là hiện tượng có khả năng xảy ra trong bất kỳ class nào, nơi khi mà có nhiều hàm trùng tên nhưng khác phần tham số đầu vào dựa trên data type. Tức là có quyền có nhiều hàm trùng tên trong một class thưa thầy, nhưng cái phần tham số nó phải khác nhau, mà hôm bữa thầy minh họa cho em yếu phải là khác nhau trên tên biến, phải khác nhau trên data type để còn phân biệt. Ví dụ thầy hôm bữa thầy còn nói các em nào long với int là hai data type khác nhau, yếu quan tâm tên biến, à, vì một hàm đầu vào long, một hàm vào int, một hàm vào string. Nói câu đó là người ta hiểu rằng mày hiểu vấn đề. Chứ mẹ kiếp, nên mạng chúng mày dịch câu này nó gọi là quá tải hàm và nạp chồng hàm, mà cuối cùng là cái con mẹ gì? Ai hiểu? Nạp chồng tức là nó đè lên nhau. Giống như cái anh chàng trong cầu thủ bóng đá mà đạt cái cúp hay vào một trái banh, anh ta làm lăn ra sân, tất cả ngồi chạy lướt trên cái sân và đám bạn còn lại vì lúc vô địch rồi nó bắt đầu nhào vào đè thằng này chết cha mày luôn. Nó gọi là chồng lên nhau, nó gọi là nạp chồng. Mình phải hiểu câu độ là góc độ là nhiều thằng trùng nhau đè lên nhau. Nhưng mà nếu trùng nhau đè lên nhau là trùng mẹ tên về được cái vùng sao phân biệt hàm nào thì ông bởi tôi giải thích khác phần data type. Cho nên tao vừa nói trong ngôn ngữ đẹp, tao vừa nói trong ngôn ngữ của trên mạng nạp chồng là cái con mẹ gì, hoặc là quá tải 50 em trên một chiếc xe Wave. Tao giải thích hết rồi và chúng nó quên mẹ cách nói. Thầy Hoàng giải thích vậy chịu chưa? Một đứa nào phải trả lời câu chịu hay không chịu? Chúng nó lại im lặng. Chúng nó lại im lặng. Chịu thầy. Thầy Hoàng dữ dằn chưa? Cứ đi hỏi tất cả các anh chị trong trường này xem thầy Hoàng dữ dằn và chửi chúng mày như thế nào. Chúng mày còn gặp những huyền thoại khác cũng dữ dằn không kém. Viết cốt. Huyền thoại Kiều Trọng Khánh. Viết cốt rất dữ dằn ở kỳ 4. Huyền thoại Phạm Công Thành. Dữ dằn luôn, quay qua quay lại. Huyền thoại Thân Thị Ngọc Phân. Quay qua quay lại. Cốt đầy màn hình. Đoàn Nguyễn Thành Hòa. Ngô Đăng Hà An. Hồ Hoàn Kiếm. Nguyễn Trọng Tài. Đấy. Nguyễn Thị Cẩm Hương. Thân Văn Sử, đó, những tượng đài ở cái trường này đấy. Mỗi người chúng mày sẽ thọ giáo được một ý đồ, một cái món nghề hay ho. Tại sao những việc học về tốt cho mình mà mày đéo nhớ bài, đóng 5 triệu mà đến đây ngồi gáy gáy cho nó vui hay gì đó. Đứa nào cần á, đứa nào cần, tao đang có tuyên bố có ghi video này, đứa nào cần nhé. Nói thẳng câu không muốn học, cứ nói với tao, tao cho điểm các cột, điểm 8 hết. Muốn bao nhiêu cột, điểm final tao cho không được. Kể cả thi practical tao cho luôn, hước trước mặt cộng đồng luôn này, hôm nay đây. Thằng nào muốn inbox riêng ở nhà, trên face tao. Báo rằng em đích cần học thì điểm danh cho em. Cho em hết điểm 8, tao hứa cho anh chịu tao cho. Nhưng tuyệt đối không được vào lớp. Không được vào lớp. Tao cho hết cứ an tâm, ở nhà tao điểm danh cho. Nào hỏi trong lớp này có đứa nào dám chơi với thầy Hoàng điều đó không? Thầy Hoàng cho, hứa danh dự. Không đi. Sau kỳ 3, kỳ 4 gặp lại, reset lại từ đầu cái tình cảm mình với nhau. Nhưng riêng kỳ này, nếu quyết định chọn option đéo học, tao sẽ cho tất cả các cột điểm 8 để đảm bảo yên tâm đi thi, kể cả huy tao cho luôn, khỏi lo. Nhưng mà final tao cho không được thôi, vì final phải thi của trường. Rồi, tao sẽ điểm dành cho hết chúng mày. Nếu chúng mày theo quan điểm thích đéo thích học và thích điểm cao, tao cho điểm 8 là ngon lắm đấy. Điểm nó tử tế lắm nha. Theo quan điểm của phong thủy, điểm 8 gọi là bát, là phát. Cho điểm đó là phát đấy. Nào, ai dám chơi không? Trả lời. Dạ không thầy ơi.
cấm tuyệt đối không được học cao. Tao chưa cho, ở kỳ tới tao reset lại. Tại sao Tân Nguyễn không dám chơi? Kèo thơm mà, đéo cần học vẫn có điểm cao mà. Dạ thôi em học để em biết mối em đi làm chứ. Mà mày nói đúng, học để đi làm chứ, mẹ kiếp học mà đi qua môn học đấm đéo gì, cuối cùng cũng phải đi làm mà. Chửi vậy thôi để mày hiểu. Về ôn bài lại cho con ạ, thầy Hoàng không giận, tao nhiệt tình hết mức thế thôi. Kiến thức nhỏ nhiều lắm nha, đây mới là phần căn bản, còn nhiều lắm luôn, tao thề. Nhiều điều nhỏ rất nhiều. Đó, chữ này không nhầm với overload nha, mà cả hai chữ này, cả hai cái keyword này nó dính dáng đến tính 50 sắc thái. Ta dùng ngôn ngữ đời thường, nó chính là tính polymorphism. Đó, tính đa xạ đa hình. Học sau. Tính biến thiên, tính biến hóa khôn lường. 72 phép thần thông, transformer, rất nhiều chữ ta có thể dịch theo ý nghĩa khác nhau. Nên việc đầu tiên, kệ mẹ nó, từ tính, không được bỏ chữ này, phải để. Rồi toString, chữ nó là thế này, ta biến đổi mọi thứ thành chữ hoa, thành chuỗi của data được đổ vào. Đây, data đổ vào là ba cái màu xanh xanh ở đây. Ta ghép, của nó khác mẹ đi cái hàm bên này thưa thầy. Khác. Đó. Giống và khác. Nó khác vì nó có chữ này. Còn chữ này tại sao nó có, nó phải tao giải thích, nó có điều hay lắm. Cái chữ này nó dính đến kế thừa. Chữ này dính đến kế thừa. Inheritance. Mà mình sẽ học sau. Cái này còn khó vãi nữa, tao nói trước khó vãi luôn. Chúng mày không học rồi chúng mày chết. Tao thề danh dự luôn. Nên đổi ngành đi chứ không phải mẹ kiếp cứ ngồi đây mà gáy với nhau. Ngày IT được ngồi ngoài máy danh dự, danh giá. Đéo có danh giá, danh dự gì cả. Cầy cốt hốc máu ra. Anh không giận các em đâu, anh khuyên thật lòng đấy. Các em cứ chơi đi rồi em trả giá mà. Trả giá thiệt. Cốt đây mới là căn bản nhé, chứ con chưa phải nâng cao đâu. Nâng cao nó còn khó lắm luôn, thầy Hoàng còn không hiểu được luôn. Tao thề mày điều, tao đọc cái cốt nâng cao tao không hiểu được luôn. Không phải thầy Hoàng cứ là thầy mà còn ngon đâu. Vẫn đang đọc, méo hiểu được luôn. Rồi, ủa xong rồi thầy. Giờ xong, bây giờ làm tiếp. Sang đây em into string thôi, sale lại cái khuôn. Sang đây. Bắt đầu. Em muốn chi hụ cam tu. Chắc chắn có cái gì là cái khuôn mình đang để chế tác mà. To string. Và nó trả về chuỗi. Add out. Add out. So of info by using to string method. Mình muốn in thử xem. Rồi, F6. Má thiệt tình, thầy nói điêu. Điêu có cái gì trên màn hình? Tại sao? Cốt không lỗi nhưng mà tại sao không có cái gì? Trả lời. Anh em đâu rồi? Thầy Hoàng chửi dữ quá. Hồi nãy cái kia này, cái toString nó đang ghi là return, là trả về giá trị chứ nó không có show. Chúng má rõ ràng không có lỗi mà. Tại sao? Anh em nó, tao cần một câu trả lời thuyết phục. Đấy là câu chuyện tao chửi cái thằng đầu giờ. Má hàm này trả về giá trị, mày đéo in, nó là chuyện mày in phải có cái lệnh S out. Rõ ràng là in S out. Giờ mày muốn in mà tao ói mày chuỗi mà mày đéo in thì đó là chuyện của mày chứ cái gì mà sai. Học rồi. Bây giờ chúng mày vào trong Google, vào trong môn C mà chúng mày gõ SQRT 4, tao đã nói đầu giờ mẹ kiếp màn hình thằng nào nó chạy không có lỗi mà thằng nào có màn hình có số 2. Tao bao tiền học lại từ giờ đến lúc ra trường. Tao thề luôn. Mỗi ngày tao cung phụng chúng mày cơm ăn nước rót luôn. Đéo bao lỗi luôn. Ủa tại sao vậy? Tớ trả về giá trị cậu không dùng, đó là chuyện của cậu. Mat.SQRT 4 bậc hai này, hôm bữa mình đã học cái này rồi, lúc trong phần bài số nguyên tố F6 chạy ra cái số 2 cái đầu mày. Má tao đã nói tao trả về giá trị, đéo dùng y bằng fx. Gán mày dùng đi chứ. Cho nên chỗ này là string ch chi hu. Nha. Details bằng máy xay sinh tố thì phải hưng. Rồi, xao chi hu đi. Details
2 chấm cộng với CH detail. Rồi chơi lớn luôn, A6 chạy. Mà nó ghép ra thì có cái chó gì đâu, rõ ràng cái tội tao trả để giá trị mày đéo chịu in. Thế thôi chứ cái chuyện này cái gì khác đâu mà lạ. Và định luật bắt cầu nói rằng mẹ kiếp tao trả về giá trị thì cần chó gì dùng cái biến này chơi quất trực tiếp vào đây. Học rồi, cho nên chúng mày học lập trình chúng mày phải tư duy thêm cái điều này cho tao. Ở ngành với chúng mày. Đừng tưởng thầy Hoàng giảng dễ hiểu mà nhớ bài khác nhau nha. Mọi cái nó đều phải đến từ kỹ năng luyện tập. Tao giảng dễ hiểu cỡ nào, thầy cô nào hay cỡ nào mà chúng mày về chúng mày đéo luyện tập thì chả có cửa. Thực tế luôn. Đổi định luật bắt cầu hai thằng này cùng value với nhau thì thay vì hứng tốn biến, quật mẹ, cái mày đã từng học rồi. Đã từng biết rồi. À, thầy thấy chưa? Nó into swing đẹp trai nè. Đéo đẹp đối với cái nhìn của tao. Tại sao không đẹp? Bị lệch nè, vì đơn giản là ghép mà. Ai biểu thầy giống như hôm bữa mình đã từng ghép nó xấu cho nên mình nghĩ in xoáy ca. Vì nó xấu. Do nó chữ ngáo đá nó ngắn thì ghép nêm mà. Nó xấu thôi chứ còn không phải nó sai. Đấy, nêm ngắn, ngáo đá ngắn. Còn chi hu hu thì nó dài. Milu misa dài chẳng hạn. Đó, chữ milu còn ngắn hơn nữa. Như vậy nó sẽ bị giật cấp. Đó, cho nên em biết tu swing là nó tự động ghép kiểu này. Thầy ơi, có cách nào mà nó ghép đẹp như kiểu này không? Mà nó lại vẫn dùng tu swing được không thầy? Tức là vẫn ghép chuỗi thôi. Còn cái thằng lệnh này là print f ấy thầy. Nó lại in mẹ ra luôn. Nó ghép và nó in. Như vậy em thấy cái chỗ hay chỗ này này. Ghép thôi. Vào rồi in. Bây giờ có cách nào chỉ ghép mà không in không thầy? Có, bây giờ ta sẽ hướng dẫn. Độ lại hàm to string. Bắt đầu nhìn. Ta có ghi chú. Hàm này có quyền độ lại nếu muốn. Với điều kiện tuyệt đối không đổi tên. Không đổi tên hàm. Vì hàm này nó có một ý nghĩa riêng và kiểu trả về. Em ngạc cãi đời thầy thử coi, nghe thầy hù. Càng cấm thì chỗ đó càng sẽ có nhiều cái người ta muốn tham gia vào. Em quyết định, em đổi mẹ ana tu sơ sơ thầy làm gì nhau. Em báo lỗi liền. Đâu. Vậy muốn nó không báo lỗi thì chỉ có nước là cầm mân lại cái này. Thì lúc này cái hàm này trở thành một hàm bình thường không đặc biệt. Còn hàm này thực sự tu sinh có yếu đồ đặc biệt lắm luôn. Mình sẽ nói sau. Như vậy thì xóa override. Còn nếu mà bỏ đi thì đúng. Em cho chữ tu hoa thì làm chó gì em. Thì đã chửi. Hàm này không báo lỗi gì cả. Nhưng mà lỗi là cái câu này thì chạy bỏ đi thì chạy bình thường. Nhưng xin lỗi bạn, đây là một hàm hoàn toàn khác. Không phải là có ý nghĩa ban đầu. Ý nghĩa là mặc định để nói rằng mỗi lần ai đó hỏi ta sâu thông tin. Và hàm này nó có một ý nghĩa khác nữa, mình sẽ nói sau. À, như vậy. Nhưng mà có quyền đổi tốt thì đơn giản là trả về chuỗi. Chỗ này em return mẹ chứ ai hi hi thì làm đích gì em. Được quyền. Ý đơn giản mà. Mình return. Nháy đôi thử a hi hi với hàm trả với giá trị. Thì đéo mẹ hai đứa là a hi hi F6 luôn. Có đứa nào cũng a hi hi mà thầy. Nghe vô duyên quá thầy. Mình in những cái gì mình đổ chứ. À, thì đây là lúc mình đổ lại. Và rất may đổ theo kiểu này được luôn. Nó có cách đổ. Nhưng mà không dùng hàm printf được, printf thì nó in luôn. Và mình đã nói tao quyết định return chuỗi thôi mà. Như bây giờ lúc tôi sẽ quyết định comment lại và tôi sẽ làm viết mon hơn. Và bây giờ mình sẽ học lệnh mới hoàn toàn. Nào, string emp message, tức là message trung gian, tức là tôi ghép trung gian đã, tôi ghép xong tôi return. Và thế con mẹ nào mình phải đến câu lệnh return tmp message, tức là biến có value. Như chỗ này nó chửi về câu trong lập trình Java, nó nói rằng biến mà chưa gắn value thì éo được làm gì cả. Đó. Cho nên nếu chúng mày hiểu code đến đây thì trong đề thi, trong suộc nó có cái câu code chỗ này, nó hỏi đáp án là gì? Có một đáp án là rác, in ra chỉ garbage. Và chúng mày sẽ, cái này garbage tôi đã nói rồi. Và chúng mày sẽ vỡ mặt option. Đối với Java, éo cho in gì cả, báo lỗi code. Đó. Cho nên tao muốn nói chúng mày là tất cả những điều này chúng mày phải làm tới làm lui để gặp nhiều lỗi. Anh bạn kia anh bị lỗi, không phải bị lỗi nhưng mà anh đang dám mạnh dạn hỏi là tao ủng hộ chứ không phải là tao chửi đâu. Nha. Tao chỉ chửi cái tội không nhớ kiến thức thôi. Chứ còn đã dám mạnh dạn hỏi là ok, tao thích những đề nào hỏi. Còn nhưng mà hỏi mà nó lộ ra là mình không nhớ kiến thức thì anh tập chửi chỗ đó. Chứ không phải anh chửi vì bị hỏi, à vì hỏi nhá. Anh chửi vì cái tội không học bài. Chứ còn không biết thì đừng cần hỏi. String chấm. À đồ, nó có một cái chấm rất lạ. Và ngày hôm nay khi bắt đầu học cái này thì tao mới nói với chúng mày nghe rằng nó có hai loại chấm trên cuộc đời này. Có hai loại dấu chấm. Dấu chấm qua con đường new. Đó, mày không nêu mà éo được quyền chấm. Dạ thưa thầy, em chấm doc chấm thử nó ra cái mẹ gì. Chấm, à, nó éo có cái gì cả. Nhưng tại sao lại có cái em chấm được? Đây là câu chuyện cực kỳ phức tạp mà ta sẽ giảng trong quần này. Đó. Và nó có một cái hàm chấm cực kỳ đặc biệt là chấm for, gọi chữ for, format.
String hoa nha, bên này cũng string, bên này mày xoắn quá, lúc là chấm, lúc không chấm, tè, le, méo hiểu. Đó thôi, cái tem message này cũng lại chấm được nữa, chấm to uppercase. Mình đã học cho cái bài đầu tiên của tuần thứ hai, trong buổi học thứ hai mình đã học rồi. Cái biến chuỗi này chấm được, và ngay cả cái kiểu này cũng chấm được, nhưng dot nhà em éo chấm được, nhưng chi hu lại chấm được. Em bị xoắn với các loại dấu chấm. Mày dấu chấm trong ngôn ngữ team của chúng mày, trên cái face mà status, mà status chúng mày cũng chấm một cái. Tao sẽ giải thích về các loại chấm. Tính sau. Và nên nhớ cái hàm format này nó dễ thương lắm. Cần cho cách nó sẽ ói về một cái chuỗi. À, tao biết thừa rồi. Mày trả về chuỗi tao gán vào biến thôi, có cái chó gì đâu. Nhưng quan trọng nhất là hàm nó nhận vào cái đầu vào giống y chang printf. À, như vậy mình biết thừa rồi. Đây là cái hàm. Còn làm sao thầy biết cái trò này thưa thầy? Mình làm nhiều thì mình biết thế thôi. Và đọc sách để đọc trên mạng, chả tài năng mẹ gì cả. Tao đâu có chế đâu. Tao bôi đen, tao copy mẹ nó cái box xuống. À, các bạn dán xuống đi. Cần cho về. Và tôi không sạch N nhé. Vì tôi in ra thì tôi chủ động sạch N. Còn đây là tôi trả về chuỗi thô. Tức là chuỗi thô là tao trả về chuỗi thôi. Còn nếu mày muốn sạch N thì lúc mày in mình sạch N thêm đi. Chuyện nó cái hàm nó dễ mà. Chứ còn nếu tao trả sẵn sạch N về mặt lý thuyết không có gì sai. Nhưng mỗi lần mà tao muốn ghép một dãy dài 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 ngang theo tên, thay vì tên xếp chiều dọc, tao xếp hàng ngang, thì đó là lúc tao éo làm được với cái hàm của mày. Vì lý do mày đã luôn xuống hàng khi không cho tao cơ hội ghép. Cho nên cái chủ động của mình ở đây là tao trả về chuỗi thô. Mày muốn ghép thì mày dùng SOLN. Còn xuống hàng, còn nếu mày không thì mày SOLN bình thường, nó nối. Đó, cho nên gọi là nó nhất cử lưỡng tiện, tức là nhiều việc cùng một lúc. Như vậy rất giống. Vậy thằng này thay vì nó in thì nó éo, nó trả về chuỗi, và lúc này mình return. Tao cá chúng mày F6 luôn đi, đứng đây F6 luôn. Không đẹp trai tao không lấy tiền. Adu, hàm to swing nó ngon vậy cái này hả thầy? Tốt chạy chưa các con? Rồi đi ơi. Mình học thêm dấu chấm nha. Dấu chấm này sẽ khó, học riêng. Có hai loại dấu chấm. Đó, chấm đây nữa. Rồi chỗ này lại còn chấm nữa thầy. Về nguyên tắc mày có quyền tem message chấm. Và hôm bữa mình học cái to uppercase, to lowercase, đổi qua chữ hoa chữ thường á. Em bắt đầu bị xoắn não các loại dấu chấm. Đừng lo, tao sẽ giảng hết. Dạ thưa thầy, cái chỗ này này thầy, nó là một cái biến, biến này bằng value. Mà thầy return cái này thì thầy cần chó thì cái biến nhỉ? Em cảm nhận điều đó. À, cho nên mình luôn luôn tư duy viết code mới. Tao viết rất chậm cho hai bước. Bôi đen cái này đi. Bôi đen cái này control C. Rồi bôi đen cái này control C. Dẹp mẹ mày đi. Chơi return trực tiếp luôn. À, được mà thầy. Đúng rồi. Em trả về chuỗi rồi chuỗi em bắn ra bên ngoài. À, hợp lý. F6. Như vậy cái này sẽ giúp mình tiết kiệm biến. Mà đặt code trên mạng đôi khi người ta viết kiểu này không mà. À, tại sao cần phải biến cho nó gà, nhìn có vẻ gà, rồi cuối cùng biến đó cũng gán để giá trị để return thì quất bà nó vào cùng là một giá trị mà. Vì đơn giản giá trị được đưa cho đây thì giá trị và đây là như nhau. Cho nên mình học mình thấy hết rồi. Cho nên tại sao bên này tao lại add out luôn đó, vì cùng giá trị. Đấy, mình đã hiểu được cái to string. Dạ thưa thầy, nhưng em còn một điều thắc mắc. Thầy nói là cái hàm này đặc biệt, nó rất lạ vì thầy tách riêng cho một cái mục ở đây nữa mà. Vậy có điều gì lạ? Đây, bắt đầu học cái lạ của nó nè. Mọi người cố chạy đây chưa để tôi đi tiếp được điều lạ nè. Dạ, được rồi. To string là một hàm đặc biệt. Là một hàm rất rất đặc biệt. Rất đặc biệt nha. Nó đặc biệt đến mức độ. Bây giờ xem thử. Tôi sang đây. Tôi gọi to string. Bắt đầu. Add out. Đó. Xem to string đặc biệt này. Add out trước. Rồi. Ghi cho tôi chữ gọi thầm tên em. Đó. Gọi thầm tên em. Cực kỳ đặc biệt. Tôi copy câu lệnh này xuống. Copy câu lệnh này xuống. Copy y chang xuống. Tôi dẹp mẹ to string này. À, điều gì diễn ra? Khi ta s out một cái biến object. Phân biệt đâu là object nha và đâu là biến nha. Đây là object, đây là biến. Đây là object, vì object là những cái gì đếm được,
tồn tại, thấy sờ mó được, mô tả được. Rõ ràng đây với đây là mô tả được mà, đây là con ngáo đá, đây là con chi hu, nếu ở ngoài đời là hai cái chứng minh nhân dân của chúng mình mà. Rõ ràng là mô tả được là hai con người khác nhau mà. Như vậy biến object là cái gì thưa thầy? Biến object là cái biến mà nó trỏ, nó lưu, nó reference, nó tham chiếu đến cái tọa độ mà chúng object này. Như vậy về mặt lý thuyết nó nắm tọa độ, nó nắm địa chỉ. Đây là một câu lệnh để tao nói với chúng mày rằng chúng mày học để hiểu vấn đề. Nhìn, có thể vi hay gõ theo cũng được. Câu lệnh này viết hẳn ra bên ngoài. Câu lệnh tao viết theo ngôn ngữ C nha. Tao hù chúng mày một chút xíu để học cho nó tử tế. Và để hiểu cái này chứ không phải là tao cố gắng tao khoe kiến thức đâu. Tao khai báo một biến int A bằng 100. Như vậy cái này nó tốn một vùng RAM. Đây bên C ấy, tốn một vùng RAM. Viết hẳn ra ngoài, viết hẳn ra ngoài cái class. Tốn một vùng RAM. Để lát hồi mình comment lại thôi. Tốn một vùng RAM. 4 byte, đeo nó nhiều. Và on off, nó sẽ on off. On off để có được cái số 100. Trong cái transistor. Để có được 100. Thế này mình biết rồi. Là cái này. Và cái vùng RAM nó nằm ở đâu? Quan trọng nó nằm ở đâu? Vùng RAM này 4 byte. 4 byte bắt đầu từ byte thứ 6 triệu. 6 triệu tôi phải tắt là 6 million. Đây được gọi là địa chỉ của biến. Hôm bữa mình học rồi, địa chỉ của biến là cái tọa độ bắt đầu của cái 4 byte đó. Nhà mình cũng tại địa chỉ của nhà mình là nằm, ví dụ GPS là bao nhiêu, hay là số 2 Lê Lợi chẳng hạn. Nếu tôi nói số 2 Lê Lợi, chết mẹ, nghe câu đó là nhà nó đầu đường. À, nghe địa chỉ biết vị trí mà. Vậy mày làm thứ bay thứ bao nhiêu? Bay thứ 6 triệu. Mà thanh RAM của mình 8GB tức là 8 tỷ bay lận. À, mày nằm đoạn thứ bay 6 triệu. Đó. Rồi, chúng mày chơi cái trò này. Printf A bằng phần trăm D xoẹt N phải A. Tao cá với chúng mày màn hình có 100. Vì đơn giản là invalid. Câu lệnh báo lỗi về cú pháp của C. Câu lệnh chơi lớn luôn. A. À. Address. Tao muốn in xem nhà của A ở đâu. Phần trăm U xoẹt N phải và A. Má, tao muốn hỏi nhà mày cơ chứ tao éo quan tâm trong nhà mày có bao nhiêu cây vàng. Đó, đây là value. Ở đây hỏi số nhà, tọa độ. Và màn hình nó in là 6 triệu vì mẹ kiếp mày nằm 6 triệu. Chúng mày làm câu lệnh C đi, nó 6 triệu mấy á. Ví dụ 6 triệu thì thực ra màn hình trong C của chúng mày là 6 triệu mấy. Cái này con đã viết viết bên DevC được. Nhưng mà tao viết ở đây cho chúng mày biết là tao biết. Rồi tao chơi lớn rồi này, in sound. Paper bằng và A. Thôi thầy, cái con chó em đéo hiểu gì đâu thì đừng có nói. Mẹ kiếp chúng mày toàn chơi con chó, đây là con chó này. Không những tao chó, éo thằng chó một biến đâu, tao chó nguyên cả một vùng new cơ. Nhưng mà chó nguyên vùng new quá nhiều thứ để cuối cùng cấm lại mày muốn lấy cái nào mày chấm cái đó. Thực ra nó vẫn là vậy thôi. Thì bên này là, tao nói với mày nhé, em nói với thầy nghe, em chỉ chó đúng một đứa thôi. Em chó và A, tức là người ta gọi là P lưu số nhà của A. P là cái thằng danh bạ, là cái danh bạ. Đúng con số danh bạ của mày á. Tao chỉ lưu con số điện thoại chính là tọa độ của mày á. Tao có số điện thoại tao gọi được mày à? Đây là danh bạ, lưu số điện thoại. Đó, địa chỉ con chó đấy. Và bây giờ nếu tao add out, printf. Nhìn kỹ này. P has 2 chấm. Value of phần trăm. Đấy nó phải phần trăm U vì tao đang lưu địa chỉ. Cho nên tao cá mày chữ P. In kiểu này thì nó có được 6 triệu. Bởi vì đơn giản tao đang bằng thằng khác. Cho nên cái này giống như vậy, ngáo đá bằng new. Có nghĩa là ngáo đá đang lưu tọa độ. Đang lưu tọa độ, tức là lưu địa chỉ nha. Cho nên bây giờ nếu trong C câu lệnh này in biến con chó, in biến con chó thì móa nó ra địa chỉ. Nhưng có thấy cái chó đó có cái chó gì hay đâu thầy. A bằng đó, phần trăm D thì tao muốn in biến A. Check N. Nếu tao in chữ A này thì màn hình có 100. Chuyện này éo cái gì phải nói. Nhưng tao thay bằng sao P đến cái nhà cái thằng mà mình đang chó ấy, xem nó có cái mẹ gì lấy ra. Cái này có cái là đến nhà thằng đang chó. Làm sao đến được? Có tọa độ mẹ còn gì nữa. Thằng 6 triệu. Coi nó có gì. Á về màn hình có. Màn hình có. Mặc dù cái chữ A bằng. Nhưng mà éo in chữ A. Tao đã nói hoặc mày tao ngồi tao hướng ống nhòm với nhà mày rồi. Cho nên hỏi tao có gì. Tao có tọa độ nhà mày. Nhưng nhà mày có gì thì vào trong đó lấy sao P. Đoạn code này gõ bên C vào chạy. Tao cá cho mày điều đó. Cho nên thầy Hoàng không chém gió. Về nhà, đoạn code video này có đã có làm bằng chứng. Tao cá cho mày chạy bình thường nha. Và đúng như tao nói, 6 triệu mấy thì thay bằng cái máy của chúng mày vào. Nếu tao sai, tao bao cà phê và tiền học lại cả lớp.
còn nếu tao đúng, mời cà phê tao. Từ giờ đến lúc là trưởng. Dám chơi không? Lại một sự im lặng. Nên xem cái bài viết face tối qua của tao, tao đuổi một thằng lớp kia ra khỏi lớp vì cái tội ngày hôm nay nó không có mic mà nó không giao tiếp với thầy Hoàng. Thầy Hoàng có quyền, chúng mày có quyền feedback thầy Hoàng nhé. Chúng mày có quyền feedback thầy Hoàng đấy, không sao đâu các con ạ. Tao không đi đâu, yên tâm. Tao có sai sót thì tao phải chấp nhận, nhưng mà riêng cái việc học hành không chịu học là tao có quyền chửi. Chuyện đó là chuyện nó rõ luôn, vì đóng ba má chúng mày đóng tiền rồi. Và học hiểu thế này sẽ bố con thằng nào. Và ủa thế thầy đi vòng vòng thế thì em chóng mặt quá, vì đấu mẹ đó là chính cái câu lệnh này đây. Ngáo đá chính là in ra địa chỉ của vùng RAM, vì theo ông đúng nguyên tắc, vì nó biến con chó, nó là chó vùng new thôi, nhưng cuối cùng vẫn là một tọa độ thôi mà thầy. Tọa độ bắt đầu thôi, ảnh hưởng mẹ thì biến cũng là tọa độ bắt đầu thôi mà. À, cái địa chỉ của biến như vậy F6 coi điều gì xảy ra. Thầy nói điều à, nó éo in địa chỉ đó, gọi thầm tên em, tức là khi mà in biến con trỏ, biến object, biến tham chiếu, tiếng Anh nó gọi là reference, thì thay vì in ra tọa độ địa chỉ như bên C nha, Java ngâm đi tìm cái hàm to string mà gọi. Cho nên tôi mới gọi là gọi thầm tên em. Cho nên câu lệnh này với câu lệnh này y chang nhau, vì nó tự đi gọi to string, vì nó hàm ý rằng đến địa chỉ đó muốn xem thông tin. Hàm ý hay là ngầm hiểu, đi đến tọa độ đang trỏ, in hết thông tin ra. Thực chất một điều, nếu tôi muốn nói chuyện ở đây là tôi muốn nói chuyện với bạn nào ở đây, tôi chọn vào nào đó, cái hàm ý tôi cũng bắt đầu tôi muốn có câu chuyện, có nhiều thứ tương tác giữa hai bên, đấy là ý nghĩa đó. Như vậy cái này tôi gọi là gọi thầm tên em. Điều này tại sao nó quan trọng thì thầy nói ở đây, vì mai mốt chúng mày học cái mạng thì nếu chúng mày add out cái tên mạng thì điều mẹ gì diễn ra. À, vì mạng nó còn phức tạp vãi nữa, mình sắp học đến. Cho nên khi đó quyết định in tên mạng, và trong lập trình C chúng mày cũng vậy, tên mạng chính là một cái biến đặc biệt, biến con trỏ. Cho nên là ví dụ như không thể lấy hai mạng gắn vào bằng nhau được. À, nó có, quay trở lại học bên C đi, nó có hết mà. Nó có rất nhiều điều đặc biệt, cho nên khi chơi với tên mạng đó là chơi một ý nghĩa khác hoàn toàn. Nhưng mà trong đây nó mặc định là nó hiểu tự động nó đi tìm cái hàm to string gọi. Câu hỏi đặt ra tiếp, vậy nếu em xóa mẹ to string mấy ngày nay đi thì sao? Đó, em xóa luôn to string. Xóa. Chơi lớn, xóa luôn. Xóa to string. Đừng có xóa bằng cách nào, xóa luôn mà cần cho sạch. Cần cho SC. Tiện tay xóa luôn cái hàm sủa cái con bôi đen. Cần cho sạch luôn cách. Cần cho SC. Em thử điều gì diễn ra sang bên này code. Điều thứ nhất, nha, sale lại. Bôi đèn. Rồi. Chạy. Cái hàm bác đâu? Từ cái hàm bác đâu? Đây, hàm bác. Này tôi chuyển đổi. Cần chết sạc. Cần chết SC. Xóa. Thấy gì? Bên này nó báo lỗi liền. Ăn đâu, thầy ơi. Thầy ơi, hàm box nó không cho. Nó bảo rằng là không có hành động sủa lấy chó gì mà sủa. Cannot find symbol. Em biết rồi, như vậy hàm nào, hành động nào mà em tự viết ấy, mà em comment nó đi thì em không có quyền gọi nó, vì đúng là tương đương với vật đó không còn hành động đó. Cái tivi mà nó đã chết rồi, màn hình rồi, mà nó thì bật on cỡ nào nó đâu có chiếu được, cho nên khi sửa lại. Cho nên bên disable cái này rồi. Nhưng mà hay lắm thầy, em phế to string đi, nhưng bên này nó không có báo lỗi nha thầy. F6 và tao thấy chúng mày sẽ thấy má thiệt tình cái điều diễn ra, nghe như địa chỉ bộ nhớ ấy thầy. Đây là con số hexa đại diện cho vùng RAM đó, có thể tưởng tượng cứ hình dung nó giống như kiểu địa chỉ đây. Alo, anh em đã theo kịp đến đây không ạ? Dạ kịp thầy ơi. Chữ to string có một ý nghĩa cực kỳ đặc biệt, nó hàm ý là toàn bộ vùng RAM đó là có thông tin gì sâu ra. Đấy là mặc định nha. Cái chuyện này là hàm ý khi người ta thiết kế ngữ Java. Cũng giống như mình sinh ra cuộc đời mình phải biết cách giao tiếp và nói chuyện vậy đó. Thế điều gì xảy ra nếu mà cắt luôn cái này đi, cắt luôn cái hàm này đi thì nó không báo lỗi đâu. Thì khi đó cái biến object này nó sẽ tự động nó làm một cái việc cực kỳ lớn lao, tôi sẽ nói sau này nha.
chỉ có biết điều mà cái biến này lúc này nó in ra con số rất lạ. Con số này chính là con số hệ hệ 16 đấy. Em đếch biết con số này là con số tương đương bao nhiêu, cần cho xe cho tôi cài coi. Nào, tôi lấy đại con số, mở calculator lên. Calculator. Rồi. Tôi chọn chế độ programmer. Programmer. Và tôi chọn chế độ hex, tôi kích vào đây là hex vì nó là hệ 16. Dán vào. Phải chuột, paste. À đủ, con số bao nhiêu? 300 triệu. Con số 300 triệu, ít nhất là cho máy này của tôi. Máy bạn có thể là con số khác. Em dán con số này vô. Copy. Em dán vô cái calculator của em. Clear. Paste. Rồi, à, xin lỗi. Đang đứng hex, xin lỗi. Đứng hex, paste. Rồi, 1 tỷ 8 lần. À, nghe như vùng hip ấy, địa chỉ ấy thầy. Đó, hình dung vậy đi. Cứ hình dung vậy đi. Như vậy đến đây hiểu tao đang nói về con chó chưa? Như vậy nếu không có toString mà ráng in nó, ráng gọi nó mà vẫn ngoan cố gọi nó để in ra thì Java sẽ in ra một con số hexa hệ 16. Nó còn gọi là mã băm của vùng RAM. Hash number. Tức là một hình thức gom cái data thành một con số đại diện giống kiểu địa chỉ vậy. Còn cái số hash number này tức là nó là một cái thuật toán, nó dùng cái kỹ thuật mã hóa, một cái thuật toán. Ví dụ MD5, thuật toán SHA1, nếu bạn đã từng nghe. Đây là SHA256 gì đó. Nếu chúng mày nghe về blockchain, thế mẹ nào chúng mày nghe con số băm. Băm nghĩa là gì? Thế nào gọi là băm? Băm chẳng qua là trộn toàn bộ cái thứ lại thành một cái cục thì gọi là băm. Ví dụ như ba má ở nhà mày muốn đãi mày hôm nay, thôi nghe thầy Hoàng chửi quá mệt quá, tao làm cho chả thịt cho chúng mày ăn, chả chiên cho chúng mày ăn. Thế là ba má mua thịt này, thịt nạc về này, mua hành này, hành lá này, hành khô này, tai nấm tai mèo này, bột ngũ vị hương cái thứ này nọ này, rồi cho vào cái máy xay hay lấy cái thớt ra băm 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 cả đám. Cuối cùng hồi nãy nhìn nó một đống mà, cuối cùng bây giờ gọn thành một đống thịt rất đẹp, màu xanh màu xanh, các thứ này nọ nó trộn vào cả một cái nấm mèo cái thứ này, bắt đầu vo viên chả đem đi chiên. Thì vậy thì cái đống mà sau khi đã băm lại thành một cái đống gọn rồi, chứ không phải rời rạc từ thịt một đằng, hành một nẻo, mắm một đường, tiêu một chỗ, rồi đến cả nấm mèo một chỗ, không, trộn hết vào với nhau thành một cục đẹp. Cái đó người ta gọi là mã băm. Mã băm chẳng qua là cái cách mà biến đổi data từ một đống thành một cái dãy số đại diện, và nó chỉ đi một chiều thôi. Đây là cái cách để chúng mày đao cái file ISO ở trên mạng về, những cái file bộ cài về cực kỳ cả mấy ghi, sợ rằng đao về nó bị lỗi mạng dọc đường, nó vẫn đao được hết nhưng mà không biết chắc được có lỗi trong đó hay không. Thì nguyên tắc là những cái file lớn trên mạng khi đó người ta đưa cho chúng mày sẵn trên đó, lúc mà download về nó có một con số hash rất dài hexa. Nó bảo rằng là nếu con số này chúng ta mã hóa từ cái dãy dài đó, cái bit đấy, cái đống bit đấy, tao gom lại tao băm băm giống như băm thịt đấy. Nó tao thuật toán là thuật toán MD5, thuật toán con mẹ gì đó. Vậy chúng mày cứ đào về đi. Xong trên mạng có một cái thuật toán nó gọi là, tao nói con số này số MD5 nhá, trên mạng mày lấy có cái MD5 online, mày up ngược cái file local của mày đem lên trên mạng, tức là đã đào về rồi và nó tự động chia đây con số đó khớp con số trên website gốc của tao, chứng minh một điều mày đéo sai một bit một byte. Đấy là kỹ thuật để đảm bảo rằng xác thực dữ liệu không bị fake dọc đường đi hay bị sai đường đi. Thì đây nó đang dùng cái kỹ thuật đó để nó mồi, nó băm nguyên cái vùng RAM này ra, băm nguyên cái vùng RAM này ra thành một cái con số, một con số đẹp, và con số đó chúng mày vừa tận hưởng. Nếu chúng mày muốn ráng dùng con số đó để nhận diện vùng RAM thay vì chúng mày chủ động in thông tin. Alo, anh em có theo kịp thầy Hoàng nói không ạ? Kịp rồi. Hấp dẫn chưa? Thuật ngữ trong nghề Bitcoin cái thứ này nọ nó dính cái hash number, tiếng Anh gì tiếng Việt là băm băm, tức là lấy thớt để băm, lấy đồ đạc để lên băm 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 mịn nhuyễn để trộn thành cái trà. Thôi tao nhả lại, tao éo chơi mã băm nó phức tạp. F6, bôi đen F6. À, rồi trả lại cho em. À, vậy thưa thầy, đấy cái kỹ thuật mà đao các file ISO trên mạng, những file bộ cài về luôn luôn cái kèm, người ta luôn luôn cẩn thận, cái nhà chính chủ trên mạng nó luôn luôn kèm con số. Cho nên phải đào về để verify bạn không bị sai sót dọc đường một bit một byte do cái mạng bị nhiễu. Kỹ thuật đó đây, không fake được data. Rồi, tao chỉ nhá hàng vậy thôi để chúng mày biết rằng còn rất nhiều thứ để học, chúng mày cứ tiếp tục chơi đi. À. Rồi, đã xong phần tục switch. Giờ còn một nguyên lý cuối cùng. Một nguyên lý cuối cùng. Nào, nguyên lý của thầy nói với em rằng
Đó. Ai có nhiều thông tin nhất, người đó sẽ xử lý thông tin thay vì kẻ khác. Rồi, bây giờ ta sẽ làm cái game show Ai là triệu phú cho vòng 30 giây. Trần Hoàng Minh Khoa ơi, bạn có nghe được không ạ? Trần Hoàng Minh Khoa. Vậy nó lại cột con mèo nó đi rồi. Võ Phước Thành ơi. Có thì ơi. Bạn đã sẵn sàng tham gia game show Ai là triệu phú chưa ạ? Ok rồi. Hôm nay bạn đến khán phòng này với người thân hay là đi một mình? Đi mình này ơi. Thế không có bạn bè anh em thì vậy thì làm sao nhà gái người ta có thể quyết định đánh giá được thêm về bạn và gia đình bạn để biết định trong cái game cái gì đó tìm một nửa đấy nhỉ? Bạn muốn hẹn hò? Làm sao nhớ đi có người thân nhá. Nghe chưa? Dạ. Ừ, để tôi họp phụ huynh luôn đấy mà. Rồi, cảm ơn bạn. Sau đây quay trở lại game là triệu phú, Ai là triệu phú chứ không phải game bạn muốn hẹn hò nữa. Bạn sẵn sàng cho câu hỏi đầu tiên chưa ạ? Được thầy. Câu hỏi không có ý định khai thác đời tư, không ý định troll bạn trên mạng, yên tâm. Chỉ đơn giản là hỏi để mình đã bàn về sự tương tác của các object thôi. Ok, sẵn sàng hẹn. Dạ. Bây giờ thực sự một điều là tôi muốn biết tuổi của bạn. Vậy theo bạn tôi có những phương pháp nào? Có cách thức nào để tôi biết được tuổi của bạn? Cứ nói, không sợ sai đúng ở đây mà không có ý định troll bạn đâu, yên tâm. Nói trước rồi. Thì hỏi người ta bao nhiêu tuổi. Đó là một cách. Còn cách nào nữa? Xem thông tin thầy. Xem thông tin nghĩa là sao? Thông tin trên mạng thì có ghi tuổi không? Hay thông tin trên mạng chỉ ghi năm sinh? Xem thông tin ghi năm sinh đó thầy. Tại sao không ghi tuổi trên mạng luôn? Hiểu câu hỏi không? Ghi tuổi cũng được mà. Ghi tuổi nhưng mà nó không có chính xác bằng cái năm sinh thầy. Đâu, tuổi chính xác chứ mày. Nói gì mà tuổi không chính xác được, bậy. Tao cãi mày trong vụ này, tuổi luôn tuổi chính xác. Mày giờ mày không biết được tuổi của mày luôn hả? Biết chứ thầy. Biết chứ, nên không phải. Ghi năm sinh trên mạng thì mẹ kiếp năm sau phải cập nhật lại. Còn gì nữa? Nó sẽ bị outdate theo từng năm, con có hiểu không? Dạ. Giấy khai sinh mà ghi cái tuổi thì có phải năm sau phải đi đổi lại giấy khai sinh không? Còn gì nữa? Đúng vậy. Tôi, đó rõ ràng cho nên trên mạng là tôi sẽ biết được năm sinh của bạn. Sau khi tôi biết năm sinh của bạn, nghe kỹ nhá, một đầu giờ là tôi muốn biết tuổi của bạn. Vậy nếu tôi biết được năm sinh của bạn rồi, tôi phải làm gì tiếp? Tôi đang muốn biết tuổi của bạn mà bạn lại chữ như cho tôi năm sinh, vậy tôi phải làm gì? Nó đâu rồi? Mày đang giao tiếp với tao mà mày sao vậy cái thằng kia? Dạ có thầy, đang suy nghĩ thầy. Chứ nghĩ cái đéo gì thầy lấy năm 2021 trừ đi chứ mẹ, cái bài toán này mà còn nói gì, tao nói nó không có độ mày, tao không chơi mày cái gì cả mà. Thầy có năm sinh của em rồi thì thầy lấy 2021 trừ đi. Đó là một phép toán cực khó bậc đại học. Suy với chẳng nghĩ. Như vậy đây là hai cách để biết tuổi đấy. Tao vừa giao tiếp với hắn. Theo mọi người bình luận cho tôi, cách nào tốt hơn? Ta đang nói chuyện nó mọi người, nó cứ cắt tắt mic đi. Nó thiệt tình. Thành ơi. Dạ tại chỗ em hơi ồn thì ơi. Từ khi nào mà biết quan tâm đến mọi người vậy? Trả lời. Chứ nó là bản năng mà thầy. Bản năng vậy mới có quan tâm ba má không? Có thầy. Có ba má thì bây giờ mày phải trả lời về học hành được của tao. Ngày thứ 5 tao hỏi tất cả kiến thức từ đầu kỳ đến giờ mày không trả lời được, có nghĩa là mày gọi đã nói điêu. Được chưa? Mày hơi căng rồi đó. Căng cái đầu mày, mày quan tâm đến ba má mà. Mày quan tâm đến anh em đây sợ bị ồn thì cuối cùng mày quan tâm đến ba má là điều lớn lao hơn và đó là điều phải đáng làm. Và cuối cùng mày nói câu bây giờ em không học bài được. Ai trả tiền học cho mày? Dạ ba má. Đấy, cho nên yên tâm đi, thầy Hoàng Lươn Lẹo số 2 FU Hồ Chí Minh, cho nên mày đừng có một cãi thầy trong vụ này, nghe chưa? Liệu hồn mà học. Mọi người bình luận cho tôi, cảm ơn bạn. Thằng này nó muốn nói chuyện với tao cho nên nó nói một câu nó ngồi tắt một câu vì nó quan tâm đến mọi người quá, trong khi nó éo quan tâm ba má. Cảm ơn. Ừ, tao thích cái sự quan tâm này. Tân Nguyễn ơi, cho tao hỏi câu. Dạ. Theo hai cái cách tôi vừa giao tiếp với bạn Thành thì tính tuổi của một người bằng cách thứ nhất là hỏi tuổi hắn hoặc
hoặc thứ hai là hỏi thông qua hỏi cái năm sinh và tự tính, thì theo bạn cách nào hay hơn? Dạ, hỏi hả? Cái tiếp đều là hai câu hỏi mà quá thiệt tình. hỏi tuổi luôn thầy. Mày vừa nói cái mình gì vậy? Sẽ biết được tuổi. Mày vừa nói cái gì vậy? Cách nào hay hơn? Nói lại. Cách một thôi. Mày nói lại lần nữa coi nào. Dạ cách một thầy. Tại sao cách một hay? Dạ tại vì mình hỏi năm sinh xong lúc đó mình tính ra luôn. Ờ thì cách đó hay mà. Mày đang nói cách đó đúng không? Hay cách hỏi tuổi? Dạ cách hỏi năm á. Cách hỏi năm hay hơn. Cần cho đây này mày, nó chán nói chuyện với mày quá. À đủ má, thiệt tình. Tao bảo mày còn cho đây, mày còn cho đây luôn, tao đang giao tiếp với mày rất lịch sự cơ mày. Dạ xin lỗi. Tao thề mày, tao sẽ viết tiếp những cái bài chửi sinh viên mày những cái trò này. Học ăn, học nói, học gói, học mở mà chúng mày là dân chuyên ngữ. Tao đã có một bài viết về dân chuyên ngữ rồi. Nhìn lại cái bài ba đời á, đọc đi, tao viết tao ẩn ý tao đá đều chúng mày một cách tàn canh khốc liệt. Cái tội mày đặt đòi đi học ngành nguyên chuyên ngữ khối ngành ngoại ngữ Java mà đéo bây giờ có biết cả anh nói giao tiếp thì học chuyên ngữ cái con mẹ gì hả, hiểu chưa? Dạ, xin lỗi thầy. Lỗi cho mày nhiều lắm. Ừ dạ, em cảm ơn thầy. Cần cho đê đi. Dạ cái cách mà hay nhất trong bài này là phải hỏi tuổi chứ éo đi hỏi năm sinh. Đúng, mà mình đang muốn biết tuổi của nó thì mình hỏi tuổi của nó, tự nhiên mình đi hỏi năm sinh có phải vô duyên không? Tự nhiên mình đi đường vòng một cái mình phải tự đi tính. Đây là tôi đang nói cho một bài toán đơn giản nhất. Tao đang hỏi tuổi của nó thì chắc chắn nó có tuổi. Và tuổi của nó chứ đâu phải có tuổi của tao đâu, tao phải tính. Cho nên về mặt nào đó tự nhiên nhất cái câu chuyện là nếu mẹ thằng nào có thông tin thì thằng ấy xử lý. Nó có năm sinh thì nó sẽ xử lý cho mình như tuổi. Chứ tự nhiên mình đi hỏi năm sinh thì tính tuổi không sai. Nhưng câu chuyện cuối cùng mình là tính tuổi. Và tuổi của nó chứ không phải là tuổi của mình. Ok thì nó phải tính tuổi là hợp lý. Ở ngoài đời cũng vậy, anh chàng cò đất, cò giấy tờ là bởi vì anh rất giỏi về các thủ tục. Chứ không phải là vì mình không thể làm được, nhưng mình làm thì mình sẽ mất thời gian, mình đi nghỉ phép, nghỉ phép này nọ, nhiều vì chờ trực các thứ, rồi chưa kể điền thiếu form này, form nọ, form kia giấy tờ, mình phải chạy tới chạy lui. Anh có, anh chỉ bảo cần nhiêu đây rồi, xong thêm cái tiền, phần còn lại tôi lo. À, như vậy ai có nhiều thông tin nhất, gã đó nên xử lý là hay nhất. Cho nên trong trường hợp này thằng Thành, hay thằng Thanh thì nó có đang cái năm sinh của nó và các bạn cũng vậy. Chết hỏi mẹ nó tuổi cho rồi. Vì nó nên xử lý, vì tốt nhất, vì nó biết thông tin của nó xử lý. Nó in tuổi theo kiểu tuổi ta, tuổi dương lịch, rồi tuổi theo kiểu cung hoàng đạo gì đó. Đó là việc của nó, vì nó thông tin mà. Cho nên mình việc cuối cùng mình biết thì mình hỏi là hay hơn. Chứ không cần hỏi lẻ để mình tự tính. Đây là cái logic của vấn đề. Ai có nhiều thông tin, gã đó nên xử lý. Và sau đây tôi sẽ đổ tiếp một cái hàm tiếp theo. Như vậy, nếu đứa này mày có năm sinh thì mày nên trả ra tuổi luôn cho tao như là một option để giao tiếp. Như vậy, public int get age và vẫn trong khuôn nha, return 2021. Nãy đây thằng mấy thằng đại học này chứ trình độ chúng nó, một người nó không nghĩ là làm sao để tính được tuổi đây này, nó hay lắm. Chờ tao đi, tao đã nói tao quyết định đầu giờ tao nói rồi, tao nói là không có troll chúng nó gì cả. Viết kiểu này gọi là viết hard code, tức là luôn luôn mãi mãi mỗi năm phải cập nhật code một lần. Bởi vì năm sau là đâu phải là 2021. Như vậy cái viết ngon ấy, là phải lấy được cái giờ hệ thống, lấy được cái giờ của Windows, rồi trừ đi gì app. Cái bài này đúng cho đến khi nào bạn muốn dẹp cái app này. Lấy giờ lấy năm á, tôi gọi lấy giờ nói chung của Windows trừ đi gì app. Thì vào thằng nào đứa nào bắt đầu ngày hôm nay tò mò, á đồ sao thầy không dạy phần đó vì phần đó nó phức tạp hơn. Tất nhiên nó cũng new tùm lum, nhưng bây giờ mình đang mới học object mình làm cái phần đó nó quá rối. Nha, nó giống như kiểu scanner mấy ngày đầu mình học luôn, mình cái chữ new mình éo hiểu là cái mẹ gì. Thì thằng này cũng new tùm lum mọi thứ. À, đủ các loại class, đủ loại object xuất hiện. Thì lấy được cái giờ Windows, nó lấy được giờ theo múi giờ, theo múi giờ của Việt Nam mình ở múi giờ mấy cái thứ này nó lấy được hết. Nó rất phức tạp, nó là object. Đó, thì tôi muốn không muốn điều đó. Nhưng mà bạn nào về nhà bắt đầu cảm giác tò mò, thế thầy em cũng em đâu ai cấm em ở nhà em lấy giờ Windows trong Java, mày gọi là get the system date hay là clock in Java, thế là nó làm đúng code, mày dán vào tao đảm bảo app này chạy cho mọi năm. À đấy, nếu mày thực sự mình muốn học thì mình phải tư duy kiểu khác.
tao đều gợi ý nha, để chúng mày có một sự tò mò nhất định. Chứ còn nếu nó không tò mò, tốt nhất nên dẹp mẹ ngành này đi coi nè. Ngành này nó khó, nó tò mò, không biết làm được. Rồi, get age. Rồi, sang đây. Bây giờ tôi muốn biết tuổi, dăm ba cái đồ yêu này. Như vậy ngáo đá, chấm get age. Nó sẽ trả vào tuổi một lần nữa, đừng hỏi tao tại sao nó éo trả ra tuổi. Đó, vì mình biết thừa rồi. Ham chỉ trả về giá trị, việc in không phải là việc của tớ. Cho nên add out, ngáo đá age 2 chấm cộng với cắt cái câu này lên lên vì tớ chỉ ói về. Và đến đây là tôi đã xong tất tần tật mọi vấn đề liên quan đến viết code của Java. Bạn đã hoàn toàn nhuần nhuyễn trong các việc sử dụng các hàm, các biến, khi nào đặt viết hàm ở đâu, ai có nhiều thông tin nhất gã đó nên xử lý. Nếu bạn có object về tiền bạc, tức là bạn viết cái phần mềm về tài khoản ngân hàng, thì việc rút tiền là phải để cho cái tài khoản chứ không phải là bạn. Ủa em nhớ em đi rút tiền mà, đúng rồi, nhưng việc trừ tiền của nó là của ngân hàng chứ đâu phải của mình. À, cái app của em trên điện thoại di động, ai trừ tiền em, cái app nó trừ vì nó nắm được thông tin tài khoản của bạn. Nó nắm được cái thông tin bạn vừa đưa vào là số tiền bạn muốn rút và bạn vẫn còn tiền. Và nó sẽ ngồi được tính toán này, nó ói, nó return tiền cho bạn ở cái ATM hay gì đó, và nó ngồi nó gửi tin nhắn bạn, bạn còn bao nhiêu kìa. Thằng nào có nhiều thông tin nhất, thằng nó nên xử lý. Đây là cái logic để bắt đầu tập cho cái việc là viết code, biết cách đặt hàm ở đâu, chứ không là đặt loạn cả lên thì nó cuối cùng nó vi phạm cái nguyên tắc encapsulation, hàm đi kèm object. Nó cho nên khi bạn ba má hay anh chị hai của bạn dạy cái đứa cháu ở nhà ấy, đứa con ấy, đứa con của anh chị hai gọi là cháu của mình, là ai hỏi con giơ tay 3 tuổi nhen ba ngón á, để nó tập cho con nít. Ba má anh chị đang tập cho con nít biết cách giao tiếp, biết cách đưa thông tin. Đó, thì nạp vào đầu nó 3 tuổi, nhưng mà năm sau tiếp tục nó 3 tuổi đấy, phải nạp lại, update lại cho nó. Năm nay con 4 nha con, rồi con lên rồi, năm mới rồi, mặc áo quần mới, lì xì mới rồi, con phải giơ 4 ngón tay nha. À, lớn hơn của mình thì mình éo cần phải nhớ, mình chỉ cần nhớ năm sinh thì mình trừ. Đó, nhưng mà con nít này phải mỗi năm phải update cho nó một lần. Đấy, như bạn hiểu rằng cách get age, đó là cái sự giao tiếp với cái object đấy. Đến đây tôi đã xong toàn bộ công thức. À, mọi người có theo kịp ở đây không ạ? Dạ. Và hôm nay hình phạt cho cái việc chúng mày học hành không đến nơi đến chốn, tao sẽ code tiếp new mới project, làm một bài hoàn chỉnh về công thức này trong vòng một nốt nhạc. Đó. Code tiếp được không? Có đứa nào phản đối code tiếp không? Được thầy ơi. Không thầy ơi. Đứa nào phản đối tao kích ra khỏi lớp, mà nếu không thì tự giác. Kép học phải máu lửa. Tao có thể code đến 12 giờ đêm với chúng mày cũng được. Chỉ cần vừa ngồi ăn bánh mì ngay kế bên đây, đi vệ sinh toilet cái vào cốt được liền. Chúng mày phải đảm bảo điều đó được, chứ không phải ngồi ngán hay không ngán này đấy. Danh sách lớp này hiện nay đang còn 36 người, trừ tôi ra là còn 36 người. Và với 36 người này, nếu các bạn nhìn kỹ ở đây thì bạn sẽ thấy được điều là gì. Đây là 36 con trỏ, đây là 36 pointer, đây là 36 thông tin tham chiếu, đây là 36 tên tắt. À, như vậy thực ra các bạn đang ngồi đâu đó ở quê, có nhà, người khác có thể đang là mưa, đang ồn ào gì đó, hàng xóm người ta làm. À, như vậy phần thông tin phức tạp đó là phía hậu trường. Bây giờ tôi sẽ nhá hàng, tôi làm cho các bạn cái phần mềm giống y chang phần mềm FAP, ít nhất ở góc độ là hồ sơ sinh viên của các bạn với điểm. Vì bản chân các bạn đứng ở đây, nhưng thực ra phía sau của bạn rất nhiều thông tin, trong đó có thông tin về tên tuổi, địa chỉ, ngày năm sinh, giống của tôi, đấy quan tâm. Nhưng quan trọng nhất một cái điều là các bạn khác tôi trong cái danh sách này, tôi nào ở trên đây, ít nhất khác tôi trong danh sách này, ở góc độ là mình nhìn cái thông tin, thì bạn có điểm, thì tôi có mức lương, khác nhau. Như vậy tôi thuộc nhóm giảng viên, bạn thuộc nhóm sinh viên. Nhưng mà lát ngồi ra ngoài đường thì tôi với bạn lại đồng lòng với nhau, cùng với nhau. Đang chống Covid thì chúng ta là toàn dân mẹ rồi, thì tôi với bạn là người Vietnamese. Đó. Cho nên tùy góc nhìn thì nó sẽ ra được, tùy cái tiêu chí thì ra được cái nhóm. Và bên tôi sẽ bàn bài này cho nó thân quen với các bạn. Nhóm sinh viên. Như vậy mình sẽ có class sinh viên với thông tin nó cũng khá tương đồng với những cái class mình đã làm. New mới project cho tôi. Đó. New mới project, chọn Java application. Cái này làm nhanh được, để mình có bài cho bữa thứ 5. Thứ 5 mình có 2 slot code nó sẽ đã luôn. Rồi, student management. Rồi, đặt tên đúng chữ hoa từng đầu từ nha, từng đầu từ thôi chứ đặt hết cả là lát hồi tao cho ăn đòn giống như anh chàng đầu giờ đấy. Việc nào ra việc đó, không phải thích viết thế nào thì viết, nó có cái logic riêng của nó. Nhìn cái scanner nó đâu có chữ hoa toàn tập đâu, cho nên mình phải lập tập quan sát các con ạ. Đoạn đầu còn ấy, tôi không thể sửa code cho các bạn trên từng máy một như vậy, thì share màn hình như vậy nó rất mất sức thời gian, nó mất hết cả thời gian của lớp. Rồi, kích chuột vào class, nhấn chuột 2 lần thẳng vào class. Rồi, ấn nút open. Nhớ nha, student management. Bài này là bài để thay đổi không khí
chó mèo mệt rồi, mình sẽ quay trở lại chó mèo sau. Như vậy nó sẽ tạo cho mình một cái project và cái dàn khung, trong đó luôn luôn có cái mặt sàn. Và mình thừa biết rồi, công việc tiếp theo của mình phải là đứng đây không đủ, em cần phải bắt đầu làm cái khuôn để em đúc các bạn sinh viên, giống như câu chuyện của thú cưng em đã từng làm, ấn phải chuột chọn new Java class theo đúng hướng. Và mình biết các bạn sinh viên ngồi đây đều giống nhau về mặt thông tin. Như vậy chỗ này tôi đặt tên là student. Thằng nào đặt chữ student hoa thường tàu quýnh. Thằng nào đặt chữ sờ hoa tất cả tàu quýnh. Rõ ràng tên khuôn đặt giống như scanner, nó mẹ có chữ hoa thường khác nhau. String, đó bạn thấy những chữ mod, chữ system, nó rõ ràng có những cái chữ mình có thể quan sát được. Data, em để cái khuôn này, cái ngăn này, ngăn tủ để em đặt tên data nhé. Tại sao đặt data thì đặt tên là ai hi được không? Ngăn tủ mày đặt ở nhà mày, ngăn tủ là gì? Ngăn tủ trái, ngăn tủ phải, ngăn tủ trên, ngăn tủ dưới, ngăn tủ lầu, ai cấm mày? Vào trong cái tiệm điện thoại thế giới di động, bạn thấy người ta dán cái label phía trên, người ta muốn dán theo kiểu cách nào để nó gợi ý được rồi. Tôi gọi sinh viên là data, đâu có ai cấm tôi. Finish, tên package là chữ thường. Bạn thấy nó có chữ package ở đây. Chữ package luôn luôn phải xuất hiện đây để hàm ý rằng mày là thuộc ngăn tủ nào. Cấm xóa nó. Xóa nó là ăn đòn. Như vậy mình đã có cái khuôn. Và đây, lát hồi mình sang đây mình đúc. Luôn luôn có mặt sàn để đúc. Tôi luôn luôn giảng theo cái cách là khuôn là một câu chuyện, mặt sàn là một câu chuyện khác để thi công. Và chuyện này bạn quá quen với một thông tin sinh viên. Chuyện này có thể làm vòng một nốt nhạc. Giấu hết thông tin mình có đi. Private String ID, Private String name, Private Int Gapart, Private Double GPA, điểm trung bình của bạn sinh viên. Nói chung đây là chính là Grade Point Average, điểm trung bình. Nó chưa trừ chỗ vào. Và tôi dặn trước, điểm trung bình là câu chuyện các bạn phải suy nghĩ. Nếu các bạn học qua môn không sao cả, cuối năm ra trường ấy, cuối đợt mà ra trường ấy, cuối khóa ấy, nhà trường sẽ dựa trên điểm trung bình để ghi cái hạn tốt nghiệp của chúng mày lên. Và nếu điểm trung bình mày quá kém, người ta ghi chữ chờ ông Trung, bờ anh Binh, Huyền Bình. Nó ghi thẳng chữ trung bình, nó in thẳng trên cái bảng tấm bằng của mày á. Và mày có hài lòng hay không, chuyện của mày tao quan tâm. Cho nên học mà không hiểu, vẫn có thể qua môn, ok, nhìn cái tấm bằng. Nhiều khi mình muốn ói vào cái tấm bằng của mình, vì nó tệ quá. Khi mình đang còn cơ hội từ học kỳ 2, đừng học cái kiểu qua môn. Lời khuyên của tao, học một tâm thế viết code để đi kiếm cơm, thì dư sức qua môn điểm cao nữa là khác. Rồi đã có cái khuôn thưa thầy, có cái khuôn rồi em phải làm đi tiếp nhỉ. Thưa thầy, chỉ dám ba cái đồ yêu làm cái phễu mình học rồi. Còn nhiều đặc tính khác mình không quan tâm. Rồi ấn phải chuột, chọn insert code. Chọn constructor. Em muốn làm cái phễu thưa thầy. Phễu hôm bữa mình đã học rồi, viết tận từ đấy. Và nếu nào về rảnh bằng tay viết đầy đủ I name, I gupbird, I gpa, I id. Rồi bắt đầu id bằng cái gì, được quên viết. Select all, generate. Tao muốn viết dùm tao, tao éo muốn viết cho nó mệt. Getter, setter, mình làm đầy đủ. Insert code, chọn getter riêng, get riêng, set riêng. Rồi getter, setter, làm lộn xộn đều muốn. Rồi, quất hết luôn, select all, ở đây cũng được. Ở dưới này, select all, generate, bập một cái, 8 hàm đã xong. Đeo nó nhiều. Ấn phải chuột, chọn insert code, chọn to string. Đây là công thức chuẩn rồi. Nó đã select sẵn mình, nó hàm ý là đổ hết ra nhá. Sâu hết ra nhá, chứ nếu không lát hồi sâu rồi mãi hết xa, nhìn nó ói luôn. Rồi, chơi luôn. Và cuối cùng là hàm của tự tôi gáy các info, gáy điểm. Anh em mình hay gáy mỗi kỳ mà thi final xong bắt đầu mình gáy trên Facebook. Như vậy từ nãy giờ xin khẳng định các bạn là tôi đã đi qua bao nhiêu rồi. Đi qua bước 1, đi qua package, đi qua khoảng trống, đi qua constructor, đi qua get. Và đi qua luôn cả đến set mọi thứ. Và đến hàm tự tôi bây giờ là hàm gáy thông tin, giống như mình mới in thông tin. Giống như con cờ hó bên kia nó sủa, con mèo nó miu miu, con chim nó hót, con người thì gáy. Và bắt đầu chuẩn bị đúc là xong. Đấy, thấy kịp không? Nếu mình hiểu vấn đề, gáy điểm. Public Void. Cái hôm đó tao đánh một cái sinh viên này quá trời của kỳ trước mày. Thiệt tình luôn. Tao đánh sinh viên và nó ngồi nó viết như thế này. Trời ơi. Cái hành động sủa thì gắn với con dog. Còn mình là sinh viên, mình là person thì để gáy với speak hay là cái gì đó. Thế là quyết định cho gáy luôn bằng cách sủa vãi nó. Như vậy chỗ này phải là show profile, show hồ sơ mới là đúng. Giống như cái profile của bạn trên YouTube, trên Facebook. Em quen rồi thầy.
lại cái câu lệnh quen thuộc huyền thoại của thầy gì, số đứng sạch n dăm ba cái đồ yêu này xuống hàng thì cho nó dễ đọc nhá, đến nỗi bị cuộn màn hình thôi chứ chả có điều gì cả. Bên này bạn thấy nó dài vòng vòng không đó. ID phải name phải GBR phải GPA điểm trung bình ta đã thuộc rồi thì chúng mày cũng tập thuộc. Mã số sinh viên trường mình là 8 ký tự nha các con, phần trăm 8 SC, tên cân công tầng tôn nữ gì gì đó phần trăm trừ 25 SC, tên dài cỡ đó thôi, dài nữa thì đặc biệt quá thì ghi tắt. Hồ sơ đăng ký dự thi cũng vậy mà, nó có ô vài chục ô thôi. Năm sinh phần trăm 4D có cái chó thì suy nghĩ điểm trung bình 10.0 học không cần cao lắm đâu. Như vậy 10.0 tức là phần trăm 4.1 F học hết mẹ rồi. Và chỗ này sửa thành print à, không dùng LF. Và bài này dễ mà thầy, sao thầy không lỡ cái cú này, thầy chơi lớn luôn cái thằng tu string cho em à, chỗ này đẹp mẹ nó, cái tu string xấu trai đi thầy, thầy cho mình là luôn phải là xoáy ca. Như vậy return string chấm format bôi đen dán thẳng vào cần cho về chấm phẩy. Thầy ơi, thầy nhớ trả về chuỗi thô thì đừng xuống sạc n. Đã xong cái khuôn. Câu chuyện này rất quen với việc làm bên. Thế nhưng mình còn làm thêm hàm tính tuổi khi sinh viên hỏi tuổi thì chuyện đó cũng được. Nhưng mà quan trọng nhất là gáy cái profile. Alo, anh em có cốt kịp không à? Dạ kịp thầy ơi. Rồi, đã xong khuôn em làm gì tiếp thưa thầy? Mình chuyển sang bên đây. Đúc thôi chứ còn gì nữa thầy, sale lại nhá. Như vậy thầy thừa biết rằng bên kia là cái khuôn, bên này là cái mặt sàn để đúc. Đó, thế nên mình đúc thì bắt đầu mình sẽ new, mình import và tùm lum tà la. Và hôm nay tao viết mới hơn nha. Tao để lại cho 30 giây những thằng cu kia nó viết chưa xong. Còn đứa nào lén lén tao đi mở cái code của doc sang copy sang. Cho nên viết nó phải nhuần nhuyễn chứ không phải đơn giản là ngồi làm đại đại. Rồi, sang đây hôm nay tao viết lớn hơn. Tao tách riêng, tao éo viết trong men nữa nhìn nó rối quá. Public static void self a student. Tao muốn sale riêng một sinh viên, tao muốn nhìn cho nó đẹp trai cơ. Và kỹ thuật này tao gọi là hard code. Giống như mọi lần, như mọi khi, đổ sẵn va lều. Phải bước tiếp theo là phải khai báo biến đúng không thầy? Sở tiêu đình đúng không thầy? Bạn này em đặt tên là bạn An đi thầy. Vậy em new sở tiêu đình đúng không thầy? Cần cho cách đúng không thầy? Học mẹ nó rồi. Thì khác để bên men thì giờ để đây cũng đâu khác gì nhau. Nó giống như biến integer mình khai báo giống như các hàm riêng. Và hàm static phải chơi static. Phải nhớ static là gì bữa sau tao giảng. Data. Em thấy câu lệnh giống như scanner. Bàn phím của tôi bằng new scanner đúng không thầy? Đúng rồi nó đó. Import đúng không thầy? Import đúng không thầy? Và trên đây nó báo câu import này thầy. Nó là mượn đồ chơi để chơi đúng không thầy? Học rồi. Rồi mượn cái khuôn mà. Control cách. Em quên mẹ mới là cái gì rồi. Nó yêu cầu gọi cái phễu này thầy. Enter và nó tự động gợi ý. Đúng rồi thầy. Em đã học rồi. Cái này giống như con đó con bữa. Số sinh viên đưa vô. SE 1 đây này. Lộc phát 686868. Tên. Ai trời. Điểm trung bình. Quên ba mấy cái này là cái gì? Cần chô cách. Nó sổ ra, nó còn hai thằng màu đậm nó chưa tô. Như vậy năm sinh và điểm trung bình bạn ơi. Đó, như vậy tôi ghi năm sinh 2001. Điểm trung bình 0.5. Đã gọi là tay chơi thì cần cờ hó gì học hành. Rồi, An ơi, mày ăn chơi quá. Tôi lấy chữ An đầu bảng chữ cái. Chấm. Và mày gáy điểm cho tao. Em thấy mùi quen luôn. Tôi đã đi đến được bước đây luôn rồi. Yêu cầu object tạo đối tượng bên mặt sàn thi công men. Khai báo nhớ import kho. Tức là mình mượn ở đâu thì mình lấy ở đó. Mượn khuôn ở bên này. Em mượn ở cái ngăn data nhé thầy. Cái khuôn này bên ngăn khác giống như mày lên trên lầu lấy cho tao bộ quần áo. Lên trên lầu lấy tao bộ quần áo. Đó. F6 không chạy lý do đã gọi trong man đâu. Gõ chữ sale. Cần cho cách F6 không đẹp trai không lấy tiền. Giời ơi thầy giảng thế này thì code này nên đưa vào tiểu học cho rồi.
tại sao nó trống nhiều để đề phòng cái bạn họ tên gồm 4-5 ký tự nữa thì nó phải đưa vào, mình chừa chỗ mà, mình đã biết thừa Excel cũng vậy mà, kéo theo tên người dài nhất, có dài nhất có khi 40 kéo vậy để tốn quá, cho nên đề phòng thôi, tên tắt thôi. Bài này không hay, em muốn nhập từ bàn phím cơ, bàn phím hồ sơ của em hay hồ sơ của ai cũng được. Y chang như đăng ký member của vào một cái social network, một cái website. Còn một website thì có phải đăng ký, bạn vui lòng gõ vào tên, bạn vui lòng gõ vào năm sinh, bạn vui lòng gõ cái con mẹ gì đó, bạn tích vào cái ô I agree with the following term gì đó. Rồi sau đó, thế để chơi, static void input a student đó. Chơi lớn, cái này giống như hôm bữa mình nhập dữ liệu từ bàn phím mình học rồi. Như vậy muốn nhập dữ liệu bàn phím thì đầu tiên phải cần có cái bàn phím để nhập. Tại sao thầy lại cũng đòi thế phức tạp? Bởi vì trong lập trình hướng đối tượng thì cái gì cũng phải là object. Đây là điều phải nhớ, bàn phím để nhập. Bởi vì đây là cái công cụ, nó là cái công cụ để giúp ta thao tác. Ở ngoài đời cũng vậy, mọi thứ xung quanh mình đều là object. Mình nhìn cái gì mình đếm được, mình phân biệt được, mình mô tả được. Nhìn cái bàn mình mô tả được mà. Cái bàn được gồm cái hình vuông, hình chữ nhật. Rồi chất liệu là gì, hãng sản xuất là Hòa Phát hay là bàn Đức Thành, rồi bàn này dùng để bàn ăn hay bàn quán cà phê hay là bàn làm việc. Đó, rõ ràng có chân của nó là gì, chân tròn giống như quán cà phê để dễ dàng cơ động, hay chân xếp lại hoặc là chân cố định là bốn chân. Mô tả được hết mà. Màu sơn, rồi như vậy ngoài đời có object nào cũng có thể là cái gì, mọi thứ xung quanh mình đều là object để mình tương tác. Nó với cái TV cũng là object để mình tương tác được, on off như vậy. Vậy trong lập trình bây giờ mình muốn bàn phím để nhập, vậy vẫn phải là một khái niệm object, thì có nữ nó lo chịu trách nhiệm về nhập dữ liệu đó. Bạn phải nhập, bạn cứ tưởng tượng ở ngoài đời có cái máy là scanner ở ngoài đời á, cái tiệm photo á, photo bạn thấy rõ là tiệm photo có cái máy scanner, cái máy này là đưa cái ảnh vào nha, là nó đưa vào ảnh vào máy tính của mình luôn, chứ không phải là photocopy, là photo cái tờ giấy đâu. Cái máy này nó quét cái ảnh của mình, cái ảnh ố vàng thời ba má mình cưới ấy, thời chưa có máy chữ của mình kỹ thuật số, chưa có máy tính để lưu, rồi nó đưa vào trong máy tính để có thể xử lý được lại, làm đỡ bị phục hồi ảnh. Rồi bạn thấy cái camera ở ngoài đường đó, hay camera ở trong cái bãi xe, nó bắt thông tin, nó đưa vào máy, đưa biển số vào, rồi cái webcam nó cũng đưa thông tin vào, rồi cái bàn phím cơ của bạn ở nhà, phím cơ, cái touchpad, bạn hóa ra bạn thấy rằng có n thứ đều giúp mình nhập. Vậy chúng mày thuộc nhóm đưa data vào máy tính, và nhóm tức là class scanner xuất hiện, tức là thằng, những thằng mà giải quyết câu chuyện đưa dữ liệu vào thì thuộc nhóm. Một lần nữa chữ nhóm, tôi xin lỗi cái chữ hoa lại cho đúng, đảm bảo nguyên tắc nhóm tức là đại diện cho những object, cần biết thừa nó. Như vậy cần có bàn phím nhập, như vậy cần có scanner đã xong, mình phải cần có cái biến trung gian chứ, có biến trung gian để hứng cái value từ bàn phím vào. Và lát hồi coi như có vật liệu rồi, gọi phễu mà new của student đó, rồi bắt đầu lấy đó, logic cũng y chang. Vậy thì em phải lấy cái thông tin này này, thì lúc nào thầy chạy nó ra này em chán bỏ mày à, được, em phải làm từ đó. Như vậy bắt đầu cuộc chơi đầu tiên, string id phải nền in the apart, em đặt tên là gì cũng được đúng không thầy? Double GPA. Sao em thấy thầy đặt tên giống y chang bên này? Hai chuyện khác nhau nha. Đây là mô tả chừa chỗ cho một bạn sinh viên, giống như cái phôi bằng, cái phôi hồ sơ. Còn đây là thông tin tao tạm thời tao ghi nhận lại nhá. Rồi đắt hồi tao có, tao đập vào cái mặt mày chỗ này nè. Thế là coi như là nó đổ vào bên này. Việc nào ra việc nấy. Vậy đám này tôi còn gọi là local variable, biến cục bộ, nằm trong spec sure với luôn. Nếu quan tâm mày là biến object hay biến gì, nếu quan tâm thì chỉ quan tâm mày khai báo đây. Mày tốn một vùng RAM này coi, mày tốn một vùng RAM, còn thằng này phức tạp hơn. Rồi, scanner, bàn phím của tôi. Mọi người đang kịp nhau, cái này tôi gõ bên sàn nhá, chứ không phải bên cái khuôn đâu, khuôn mình đã làm xong mẹ rồi. Bây giờ chỉ cần có sinh viên nó sinh ra đời rồi, chỉ cần một bạn đăng ký hồ sơ thôi. Bằng new scanner, cần cho cách
cái mùi giống quá như cái câu ở dưới cho thầy. Đúng rồi, phải import đúng không thầy, mượn hàng đúng không thầy, nó import mẹ này này. À, chỉ khác dấu chấm thầy chưa giảng phần này nữa thôi, nhiều dấu chấm lắm. Rồi đóng mở ngoặc gõ cho tao hay là không, cần cho cách nó còn vội đủ các loại phễu này, nó quá trời phễu để đưa vào, còn cái của mình mới chỉ làm một cái phễu thôi. Chọn đại một cái nào đó rồi để xóa, để gõ cho tao chữ system.in, cái này phải thuộc lòng. Đầu vào của nó là một cái gì đó mình nói sau đi. Như vậy bạn thấy rất rất giống như ở dưới sinh viên. À, đây là object, à, biến object, đây là object. Vậy tốn đến hai vùng RAM. Vậy thằng này nằm ở đâu thầy? Thằng này stack vì nó khai báo trong hàm. Nhưng thằng này đi lên heap vì sợ mẹ xa xôi vậy, có nhìn thấy nhau không thầy? Chúng mày đang ở ngoài quê mà tao vẫn còn thấy chúng mày đây này. Sợ gì cái chuyện khái niệm trỏ? Trỏ là mình chỉ cần nhớ cái sợi dây manh mối là chúng mày có lớp học lớp này, có sợi dây điện thoại là mày ở nước ngoài tao cũng gọi được cơ mà. Cho nên đây mày stack, nhưng vùng này là vùng heap. Đó. Rồi. Đã xong. Add out thông báo cái gọi. Input name 2 chấm, à xin lỗi, ID. Thầy Hoàng là người cẩn thận và rất rất kỹ tính, cho nên thầy Hoàng sẽ in dấu nháy nằm ngay trên cái label. Có một số trường hợp ô nhập đây, ô nhập đây, à, đây tên thông báo ô nhập nằm ở dưới, à, có quyền. Vậy tôi ghi kiểu này để tôi thích ô nhảy ngang ngang đỡ xuống hàng. Dán vô. À, có thể làm cái gì vậy? Thông báo phải mời người ta nhập chứ, mời người ta nhập name chứ, người ta cũng biết đừng gõ cái con mẹ gì chứ. Giả bộ gõ tốt đi. Gapart. Và cái này là GPA, điểm trung bình. Nhớ nha, bài này, phải nhớ là bài này Java cũng bị trôi lệch y chang C. Tức là lệnh nhập chuỗi mà sau nhập số ấy, là nó ăn đòn, cho nên cố tình tôi đưa chuỗi lên trước, số lên sau. Mình sẽ có cách xử lý. Cái trôi lệnh mà cái lệnh F plus Stardin của bên C ấy, các thầy cô bảo xóa bộ đệm buffer của bàn phím, không phải là cái phím bàn phím cơ, nó có cái nhún gọi là bộ đệm đâu. Bộ đệm nó là vùng RAM giả, RAM ảo, à, RAM trong máy tính. Tao sẽ giảng việc này sau luôn. N là thứ để học các con. Rồi thầy, bây giờ em phải làm sao? À, em nên nhớ một điều nhỉ, chữ bàn phím của tôi là cái biến tên tắt thì đặt là cái chó gì chả được, cho nên sau này kể từ ngày hôm nay về sau đặt cho tao chữ này sờ cờ giống như trên mạng. Bạn gọi là đây là cái bàn phím này mà. Gọi cái tên gọi để cho nó dễ hình dung đi, gõ dài bàn phím của tôi gõ mệt bỏ mẹ được. Vậy ID bằng sờ cờ chấm. À đâu, cũng giống như em sủa đúng không thầy? Rõ ràng em gáy đúng không thầy? No, no. Next line. Thôi ói về một chuỗi nhé. Hoặc bạn in ra, hoặc bạn gắn biển name bằng sờ cờ chấm next line. Enter xuống. Gapart bằng, à, xin lỗi thiếu chấm phẩy. Thiếu chấm phẩy bao lỗi. Circle.n next int. Tao nói mày nghe nha, tao ói với con int. Mày dùng đi, tao éo có int ra đâu. Bạn biết thừa những hàm đa phần là return mà. GPA bằng circle.next. Next nào là next đó. Double, tao ói con double. Mọi người có cốt kịp đến đây không? À, à, xong rồi, cái này là xong rồi. Mày chưa thầy ơi. Mày chưa kịp chỗ nào? Dạ, đang chỗ này luôn thầy. Biết các bạn học online màn hình nó bé, tôi biết mà. Nên mới phải tập trung cao độ. Đó. Chuyện này không thể chửi các bạn được, chuyện này đúng. Phải chậm chậm cho chúng nó thở được. Được chưa các con? Đi tiếp được chưa? Dạ được rồi. Rồi. Như vậy, ủa bây giờ có thông tin thì em phải đổ đúng không? Mấy em muốn đổ thông tin đủ data rồi. Vật liệu rồi. Đúc sinh viên. Y chang như nhấn nút đăng ký register sau khi đã fill vào cái form. Ta nói chúng mày học nghề IT, chúng mày phải thấy sự tương tự nó xuất hiện rất rất nhiều các con ạ. À, như vậy phải có biến tên tắt đúng không thầy? Một bạn sinh viên ra ngoài đời, chúng em danh sách 50 người đây này, thì cũng phải có cách gọi tên, gọi thêm tên full name vậy. Nhưng mà chỉ là tên full name chứ đâu phải là tất cả con người em ở phía xa. Đúng rồi em. Nhân tố biển x bằng new. Sợ tiêu đấy. Cần cho cách.
Và nếu chúng mày làm giống như của tao ấy, chúng mày thấy tự nhiên rất dễ thương, enter và đéo sợ bố con thằng nào nó điền xong luôn rồi. À, ủa sao kỳ vậy thầy? Thì nó map thôi, nó ráng map cái ID này, nó biết rằng ID nó ngồi nó tự động nhìn cái khuôn này, đầu vào cũng ID mà cùng kiểu nó đoán nó ghép luôn. Chứ thực ra ID với name trong trường hợp này mẹ kiếp hai thằng này đều là string, không biết ghép thằng nào, nhưng nó tự động nó map với tên nếu mà đặt khéo. Nhưng mà đây vẫn là hai biến khác hoàn toàn với bên này nha. Vùng không gian khác nhau. Đây là cái phiếu của tớ chừa chỗ, còn đây là biến, nhưng mà nó tự động map. Nếu mình đặt tên khéo cho đừng đặt tên ABC ahihi cuối cùng nó map rất bối rối. Chấm gãy cái coi rồi xong rồi thầy. Ừ thì xong rồi, một sinh viên làm được thì cả 10.000 sinh viên trường mình dăm ba cái đồ yêu này nâng cao thêm tí thầy đúng không thầy, tức là tìm cách lưu được nhiều sinh viên đúng không thầy, tức là cần nhiều biến đúng không thầy, mà cần nhiều biến thì có nghĩa là mình dùng mạng đúng không thầy. À đủ nó đấy, từ từ sẽ đến, phải hiểu từng bước một các con ạ. À, tao mới là ơ sở tiêu đình nha, tao tỉnh lắm. Nhưng nếu đứa nào về nhà tò mò muốn lưu nhiều thì lúc này bắt buộc là bo cái này vào vòng for, nhập đi nhập lại, mời bạn sinh viên thứ hai, mời nhập sinh viên số 3, mời nhập sinh viên 4. Nhưng chết mẹ rồi, em cần phải nhiều biến. Lúc đó bắt đầu học mạng lên Google search, học mạng trong đối tượng, mạng đối tượng trong Java. Bắt đầu chúng mày thấy nó vãi khác với C. Lúc đó bắt đầu chúng mày mới sợ, quyết định đổi ngành ngay từ ngày hôm nay cho tao. In control cách và câu chuyện hồi hộp. Xong rồi, không biết cô nữa. Như này giỏi quá rồi. Input a student. F6 thừa thầy. Ủa sao nó mở nhập thì đúng rồi, mình sẽ phế vào câu hàng kia rồi. Đứa nhánh nằm ngay đây, còn đứa nào LN nó in nhảy cái dưới thôi chứ cái gì đâu. Label ngay cái bên nhìn đẹp. SE nhập tử tế, nhập tử tế cho tôi vì chưa học cách nhập cả trớn, tôi sẽ dự án sau. Rồi. Lộc. À, chơi lộc hết. Enter không gõ tiếng Việt nha, không gõ tiếng Việt không giấu thì được. Vì nhập từ bàn phím này chính là bản thân là vẫn là nhập cử màn hình đen. Nhập màn hình ngoài CMD đen thui, mà CMD nó không hỗ trợ tiếng Việt theo kiểu nào nó phải chỉnh rất phức tạp. Trên chỗ này tôi sẽ nhập Hoàng Ngọc Trinh. Input 2001. Điểm phải thấp đi để mình quyết định đổi ngành cho nó chắc ăn. 0.5. Câu lệnh này nó đang dừng ở đây này, nó đang dừng ở đây này. Mà nhập GPA này 0.5 tôi gõ rồi đây này, nhưng tôi chưa enter cho máy nó éo dám gán vì nó biết để đề phòng, mà còn thầy còn nhập tiếp thì sao, ví dụ 0.55 thì chẳng hạn thì sao. Cho nên sau cú này tôi enter một cái thì CPU nó chạy đến đây, nó bắt đầu nó new, nó bắt đầu nó trỏ vùng RAM đó, và nó sẽ có, nếu nó in được chữ Hoàng Ngọc Trinh ở dưới theo kiểu chuẩn xoay ca, hôm nay đó là ngày của tôi. Enter. Alo anh em theo kịp cốt chưa? Cốt dễ đúng không? Thấy OP thú vị như thầy Hoàng hướng dẫn tổng quát thành công thức chưa? Thấy rồi thầy. Tối nay về nhà in toàn bộ cái slide này của tao ra. In ra. Đọc thuộc, nếu chưa thuộc được thì đốt. Trộn với cơm. Lấy một phần hòa với nước. Ra tiệm mua 5.000 cái ống chích. Chích vào ven. Cốt chảy trong huyết quản thì đéo mẹ không có cửa nào là chúng mày dở được, hiểu chưa? Phải học cái mức độ gọi là ngáo cốt, sổ ra là cốt thì chúng mày mới lấy tiền của thiên hạ được, lấy tiền của các công ty lập trình được. Còn nếu tiếp tục, nếu học chỉ là niềm vui kiểu vui vui kiểu này thì xin lỗi, đổi ngành cho nó sớm vì ngành này cực bỏ mẹ nên được. Tớ nói thật với các bạn, chia sẻ một cách rất nghiêm túc. Ok, anh em có câu hỏi thắc mắc gì không ạ? Trước khi chúng ta dùng cuộc chơi. Thực ra hỏi chỉ để là hỏi thôi chứ nó éo có trả lời đâu. Ok rồi. Bài này tôi giảng cho lớp 246, tôi đã post trên Facebook rồi nhá. Các bạn có thể lên xem lại, cái đoạn code giống nhau, tôi đồng bộ giống nhau mà. Tôi đồng bộ giống nhau hết. Cho nên code giống nhau hết để cuối cùng các bạn có thể tham dự các lớp khác nhau cho nên rất dễ. Cho nên code bài này của ngày hôm thứ hai thì tôi đã post lên mạng rồi. Ngày thứ năm chúng ta học đến 2 slot thì trước họ một buổi thôi, để các bạn có thể ôn nhá. Toàn bộ thông tin tôi chia sẻ một cách rất rõ ràng, thì các bạn cứ thoải mái vào để mình ghi lại, để xem lại, để ôn. Nhớ điều tôi giảng đi, tôi không cố gắng làm khó vấn đề, tôi chỉ cố gắng diễn đạt cho nó dễ hiểu nhất có thể. Thì các bạn mà đã dễ hiểu thì các bạn dễ nhớ, mà dễ nhớ rồi làm sao mà quên. Cho nên ráng một lần nhớ dùm tôi đi. Thế thôi, năn nỉ mà học tốt cho ba má chứ phải tốt cho tôi đâu mà cứ sợ phải học nhiều. Cảm ơn cộng đồng mạng, anh em dự tính có thể off nhá. Vui thì thả một cái like cho thầy Hoàng, không có cũng không sao, còn lại điểm danh. Cảm ơn.